nghiêu hữu đạo biết sai nên nhận sai ngươi nói đúng hay không triều kính cuối cùng ngươi muốn thế nào giết người cũng đừng làm quá mức muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi cho lão tử sảng khỏi một phen nghiêu hữu đạo ngươi không chịu nhận sai không chịu thần phục với ta bảo ta làm sao giữ mạng cho ngươi hai tên đệ tử vạn thú môn đều tha thiết nhìn triều kính hy vọng ông ta thực lòng nhận sai gã trồn đen và hai lão già tò mò nhìn ngưu hữu đạo không biết hắn vòng tới vòng lui như vậy để làm cho gì Triều kính hít sâu một hơi, được, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta. Ta đảm bảo sẽ thần phục ngươi, ta phải làm sao ngươi mới yên tâm, có điều kiện gì cứ việc nói. Nghiêu hữu đạo, đúng, chuyện gì cũng phải thương lượng mới là đúng đắn. Đương nhiên, lời nói gió bay, phải lấy ra thành ý. Thái độ và ngữ điệu của Nghiêu hữu đạo đều tỏ vẻ đang thương lượng, trong lòng ba người bị treo chợt giấy lên chút hy vọng. Triều kính nghi ngờ không thôi nói, người muốn thành ý gì. Làm phiền ngươi thả ba người họ xuống đã nghiêu hữu đạo quay lại giơ tay ra hiệu gã trồn đen gật đầu cũng muốn xem hắn định làm gì gã quay lại trả lời ừ một cái hai lão già trông coi lập tức mở nút buộc dây thừng trên vách đá, không biết là dây thừng gì xem ra là loại được bện bằng mây tre dây thừng buông lỏng ba người rơi xuống đất may mà bị treo không cao có điều ba người đều đã bị tra tấn lâu thân thể yếu ớt vừa rơi xuống đất đã ngã xuống họ giấy dụa bò dậy ngồi trên đất thở hồng hộc bị trói lâu hai tay của họ đã mất hết cảm giác không nhúc nhích được tiếng lệch xoạch vang lên trên mặt đất họ thấy như hữu đạo dùng kiếm viết dưới đất ba chữ hắc mẫu đơn mọi người đều nghi hoặc không biết là gì viết chữ xong như hữu đạo thu kiếm về chống trước người hất cảm ra hiệu ba chữ kia có nhận ra không lấy thành ý ra dập đầu nhận sai với cô ấy dập đầu với ba chữ này chiều kính khó hiểu như hữu đạo người muốn gì xem ra thật sự không biết nghiêu hữu đạo ra hiệu về phía gã trồn đen vị này là tộc trưởng hồ tộc người không thấy thân hắn đen thui sao sau đó thì sao ba người chiều kính không biết gì chỉ chờ nghiêu hữu đạo nói tiếp gã trồn đen lạnh lùng nhìn nghiêu hữu đạo không biết hắn chỉ trỏ mình làm cái gì nghiêu hữu đạo các ngươi giết bao nhiêu hồ tộc đã làm thì phải sẵn sàng trả giá ta đang giúp các ngươi rửa sạch nợ máu trên người đó dập đầu nhận sai đi dùng thành ý vào để bên này thỏa mãn ta mới có thể nói chuyện cho các ngươi. Ba người nhìn gã trồn đen, quả nhiên thấy toàn thân đen thui, lại nhìn chữ hắc mẫu đơn trên đất, dường như nghĩ ra điều gì. Hiểu thì hiểu, nhưng ba người lại không có phản ứng gì, còn có vẻ do dự khó quyết. như hiểu đạo, từ hỏa, sư phụ ngươi không hạ thể diện xuống được. Ngươi làm trước đi, hắn nháy mắt, từ hỏa dường như chợt hiểu, nhìn sư phụ cao mày không nói, y quỳ dậy, chậm rãi khom mình trước ba chữ hắc mẫu đơn, dập đầu xuống đất. như Hữu đạo, đừng qua loa, dùng thành ý nói nói với hắc mẫu đơn rằng ta sai rồi bên này chưa bảo dừng thì đừng có dừng hắc mẫu đơn ta sai rồi hắc mẫu đơn ta sai từ hỏa làm theo vừa dập đầu vừa nói như hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu cho đệ tử vạn thú môn còn lại người kia lập tức học theo răm rắp dáng vẻ từ hỏa vừa dập đầu vừa nói hắc mẫu đơn ta sai rồi Chiều kính nhìn hai đệ tử kiêu ngạo quen rồi bảo ông ta làm chuyện như thế này là làm khó ông ta ông ta tình nguyện đi làm những chuyện đê tiện vô sỉ, nhưng khó mà có thể dập đầu nhận sai. chương 1498, ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục. Nghiêu hữu đạo lại chung quanh ông ta, ngồi xổm bên cạnh, ghé vào lỗ tai ông ta thì thầm. Ta nói này, triều trưởng lão, đầu óc ngươi có vấn đề hả? Ta muốn tốt cho ngươi mà ngươi không thấy sao? Đã lúc nào rồi, không biết cái gọi là có được giãn được hay sao? Ta đã nói là ta muốn tốt cho ngươi mới đến đây. Ngươi đừng làm khó ta, đừng để chuyến này ta đi phí công đương nhiên nếu người thật sự sống lâu phát chán rồi thì cũng không có ý kiến chiều kính nhìn chữ trên đất liếc mắt nhìn gã trồn đen rồi nhìn nghiêu hữu đạo vẻ dò hỏi có vẻ như muốn hỏi làm vậy có tác dụng không nghiêu hữu đạo khẽ vuốt cằm sau đó đứng dậy lui về phía sau vài bước chiều kính cắn răng quyết tâm liều mạng ông ta từ từ điều chỉnh hướng ngồi quỳ quay về ba chữ hắc mẫu đơn chậm rãi dập đầu hắc mẫu đơn ta sai rồi trong lòng ông ta lại khác đang thầm rủa Ngưu Hữu Đạo, ngươi chờ đó cho ta, nếu ta sống sót rời đi được, món nợ này sớm muộn gì cũng tìm ngươi thanh toán. Ông ta cũng biết có biết giãn, ba người liên tục dập đầu, tiếng nói liên tục vang lên trong không gian dưới lòng đất. Ba người phía trước quay về chỗ trống không, quay về phía ba chữ trên đất dập đầu nhận sai. Người của hồ tộc nhìn nhau, thấy thế nào cũng cảm thấy hoang đường mà kỳ quặc, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái. Sau khi tìm thấy nhiều con mắt dọc từ ba người kia, nếu chẳng phải như hữu đạo đã dặn trước, lúc đó bọn họ đã muốn làm thịt ba tên này rồi. Gã trồn đen vô thức đánh mắt nhìn như hữu đạo, lúc trước hồ tộc cha tấn thế nào cũng khó khiến chiều kính mở miệng, đúng là cục xương cứng. Ai mà ngờ, như hữu đạo vừa chạy tới nói dăm ba câu đã khiến cục xương cứng biến thành đống cắt mềm, còn dập đầu nhận sai. Trong mắt gã, như hữu đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Như hữu đạo chống kiếm nhắm mắt, không chút rung động, lạnh nhạt thản nhiên nghe tiếng dập đầu nhận sai liên tiếp vang lên bên tai, trong lòng hắn chợt nổi lên hồi ức về người có cái tên này. Đó là cảnh tượng trên biển rộng Bích Ba, người phụ nữ kia không còn động tính gì nữa. Đầu thuyền dập dành cùng cơn sóng trên mặt biển, người phụ nữ kia yên tĩnh nằm trong ngực hắn, không còn tỉnh lại. Hắn ngồi ở đầu thuyền ôm nàng rất lâu, gió biển thổi phất phơ mái tóc dài làm nó phẩy qua mặt hắn. Lúc cuối cùng, nàng muốn ngắm biển, hắn ôm nàng nhìn biển vận mệnh thường thường chập trùng lên xuống như thuyền giữa biển người có mùi hương nồng nàn thân thể mềm mại trong ngực đang dần mất đi nhiệt độ dần cứng lại giống như khúc gỗ mục có lẽ người từng cảm nhận điều này không có nhiều nhưng hắn lại cảm nhận rất rõ ràng người chết là chuyện thường nhưng hắn mới lần đầu tiên cảm nhận loại cảm giác đó là cảm giác dần mất đi thân có bản lĩnh mà lại bất lực trong trốn giang hồ gió tanh mưa máu hắn đã sớm quen có thể qua lại ngang dọc như thường nhưng hắn căm ghét nhu tình xen lẫn trong đó, dứt không được mà quan tâm thì loạn, rất phiền phức. hắn tình nguyện một mất một còn trong hoàn cảnh lừa gạt dối trá, gió tay mưa máu cũng không muốn bị nhu tình kia quấn lấy thân. hắn đã từng trải qua, biết nó sẽ khắc vào xương, sợ sẽ khiến mình mất lý trí. người trong giang hồ đầu đau liếm máu, mất lý trí sẽ khiến người dễ mất mạng. kế hoạch của hắn thành rồi, đã để cho nàng ở trên thuyền đợi hắn. nàng lại sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì cứu hắn mà không tiếc giả mạo hắn, để dẫn ra kẻ địch truy sát hắn. Kết quả bất giờ rơi xuống người nàng, khi nàng được người ta nâng về thì đã thoi thóp, hắn không thể xuất lực, chỉ có thể nhìn nàng chết. Hắn chạy đến tề kinh bầy mưu nghĩ kế, có dũng khí dám đi về phía ngọn núi có hổ. Kết quả cuối cùng lại phải nhờ một cô gái liều mình cứu giúp, bảo hắn làm sao chịu nổi. Người phụ nữ kia đến chết cũng không muốn nói cho hắn về kẻ đã cực độ làm nhục nàng năm đó là ai, nói rằng kẻ kia quyền cao chức trọng, sợ gây phiền toái cho hắn. Một khắc đó, hắn sợ những kẻ trong cuộc sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn, và hắn sẽ không bao giờ biết đáp án là gì. Hắn ôm thi thể của nàng, hỏi người phía sau. Sau khi người phía sau nói cho hắn, hắn nhớ kỹ hai cái tên. Một cái tên trong đó chính là chiều kính trước mặt. Có lẽ cũng có mấy người đánh giá về hắn như thế này, nói dễ nghe là quá lý trí, mà nói khó nghe thì chính là máu lạnh. Cũng như hầu tử nói, đạo gia, ngài quá lý trí, tôi không làm được như ngài hắn rõ ràng đã sớm có cơ hội giải quyết hai kẻ kia, nhưng hắn vẫn kéo dài, kéo dài rồi lại kéo dài mãi không chịu khoái ý ân cừu, không giống thằng đàn ông. Hắn vẫn không chịu dành lại cho ngôi mộ cô đơn mà hắn đã vứt bỏ lại ở sơn trang mau lư kia một câu trả lời. Vì kế hoạch của mình, hắn vẫn bước đi, vẫn kéo dài mãi tới bây giờ. Ba người vẫn dập dầu xin tha, ba người trồn đen ban đầu còn có cảm giác sảng khoái, nhưng một lát sau lại cảm thấy khô khan vô vị. Gã trồn đen nhìn như hữu đạo, nhưng hắn lại như lão tăng nhập định, lẳng lặng chống kiếm đứng đó, không biết đang nghĩ điều gì. Tiếng dập đầu xin tha bên kia dần dần yếu đi, như hiểu đạo chậm rãi mở mắt nhìn ba người đang quỳ, nhìn chăm chăm, trong mắt không có bất cứ biểu hiện tình cảm nào, sâu lắng mà vô tình. Ba người vốn bị thương không nhẹ, thêm pháp lực bị kìm chế, dần mất sức. Bản thân họ đã dập đầu hô lên không biết bao nhiêu lần, có lẽ đã dập đầu đủ cho mấy kiếp rồi. Thực sự không chịu nổi, chiều kính dừng lại, quay đầu lại hỏi, lão đệ, ta đã móc tim móc phổi làm thành ý rồi, thực sự không còn sức nữa. Ý là ông ta đã cố gắng, hy vọng như hữu đạo hỗ trợ nói ngọt cho. Hai đệ tử bên cạnh nghe tiếng cũng dừng lại, cùng nhìn về phía Ngưu hữu đạo. Ngưu hữu đạo gật đầu, quay đầu lại hỏi gã trồn đen, tộc trưởng, họ đã cố gắng xin lỗi rồi, tộc trưởng có thỏa mãn. Ngươi làm cái gì ta cũng chẳng hiểu, ngươi còn hỏi ta. Gã trồn đen nói, ngươi hỏi ta à, nói xong, gã chỉ vào mũi mình, giết bao nhiêu đồng tộc của ta, dập đầu mấy cái là xong sao. Ngươi không định thả chúng thật đấy chứ. Như Hữu đạo khẽ mỉm cười, buông tay phải phải ra hiệu. Nếu tộc trưởng không hài lòng, vậy thì lại treo lên đi. Thật quá dễ nói chuyện, chiều kính cả kinh, lớn tiếng nói, Như Hữu đạo, người có ý gì? Trong tiếng kêu gào, ba người lại bị treo lên, Ngưu Hữu đạo đi tới cạnh ba chữ, nhìn chầm chữ viết nói. Ý gì, chiều trưởng lão thật sự không chút ấn tượng với cái tên này hay sao? Chiều kính vừa giận vừa sợ, làm sao cũng cảm thấy trận dập đầu nhận sai vừa rồi là bị lừa cả đời này ông ta cũng chưa từng phải dập đầu như vậy như hữu đạo người muốn nói cái gì như hữu đạo đi tới cạnh ông ta cũng đúng trong mắt ngươi người bị ngươi đùa bỡn nhiều vô số làm sao nhớ tới một vị nữ tán tu không thân phận hay địa vị gì năm xưa có một nữ tán tu tên là hắc mẫu đơn cô gái này trông cũng được phong thái rất khá chỉ có làn da hơi đen chút nhưng cũng coi như điểm đặc sắc của cô ấy sau đó cô ấy rơi vào tay người nào đó của vạn thú môn. Lão già kia ỷ thế hiếp người, xỉ nhục hành hạ cô gái kia đến cực điểm suốt một thời gian. Đã nhớ chưa, trong lúc nói chuyện, kiếm trong tay hắn sàn sạt được rút ra. Thân kiếm được đưa lên, vỗ vỗ vị trí trí mạng giữa hai chân ông ta để nhắc nhở. Chiều kính vô thức có rụt chỗ bên dưới, chân co lại, nghi ngờ không thôi, tán tu. Nữ nhân da đen đặc sắc, dần ra, ông ta có chút ấn tượng, dường như đúng là có chuyện đó, nhưng thật sự không nhớ rõ tướng mạo. Hai tên đệ tử vạn thú môn cũng nghi ngờ nhìn ông ta, đại khái đã đoán được Ngưu Hữu Đạo nói vậy là có ý gì. Triều Kính bật hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì, ta không nhớ rõ, cũng không biết ngươi nói có ý gì. Cô ta là người của ngươi, chương 1499, tuyệt không sống tạp một. Ngưu Hữu Đạo giơ kiếm lên đảo quanh hạ thể của ông ta, dường như đang nghiên cứu xem nên ra tay thế nào. Cô ấy chết rồi, nhưng ta đã hứa sẽ thanh toán món nợ này cho cô ấy. Vì vậy, ta đã nhắm vào thằng cháu của ngươi, hôm nay hắn tới chính là để cho đối phương rõ ràng. Nếu để đối phương cho rằng chỉ rơi vào cuộc giết chóc thông thường thì khó làm hắn giải hận được. Chiều kính bị treo đã cảm thấy lạnh lẽo chỗ bắp đùi, lúc này mới hiểu đầu cua tai nheo vì sao, giận dữ nói. Như hiểu đạo, kẻ đến địa vị như ngươi hay ta, có mấy người tình chẳng lẽ không bình thường sao? Ta vốn không nhớ rõ người mà ngươi nói, nhưng với thân phận của ta với ngươi có phụ nữ chủ động bu tới bám đùi lại có thể oán được ta sao nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói bám đùi ngươi cho người ta được cái gì không được lợi gì làm sao phải bám ức hiếp người của ta còn dám vô tội cho người của ta ngươi nói vậy thật sự là không hay ta vô cùng mất hứng hắn xoáy kiếm trong tay một nhát khoét tới a à, chiều kính gào lên thảm thiết phía dưới phun máu nhảy nhụa một khối thịt rơi bột xuống đất đám trồn đen méo mặt ghê răng cảm thấy đúng quần mắt lạnh. Chiều kính đau đớn run bần bật, thở dốc nói: "Nhiêu Hữu Đạo, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Đồ đê tiện vô liêm sỉ, không chứa thủ đoạn nào, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng." "Báo ứng?" Nhiêu Hữu Đạo nhất kiếm lượn khắp người ông ta, "Ngươi nói không sai, bản thân cũng thừa nhận rằng ta chẳng phải thứ gì tốt. Trong đám thủ hạ ta nuôi có một đám hòa thượng, trên kinh Phật có viết, địa ngục không không, thể không thành Phật. Còn có một câu là thế nào nhỉ? À, ta không xuống địa ngục." ai xuống địa ngục. Nghe có hiểu không, dứt lời, kiếm trong tay hắn lóe lên, rất tiện tay chặt bỏ một cái chân của chiều kính. a a a chiều kính rít lên đau đớn, rồi bỗng gào. Tộc trưởng hồ tộc, ta khai, ta khai, ta bằng lòng khai ra bí mật của hắn với điệp mộng huyễn giới. Ông ta đã không thèm quan tâm nữa, dù không có cơ hội nói ra, dù bị nghiêu hữu đạo giết người diệt khẩu, ông ta cũng biết cho hồ tộc biết nghiêu hữu đạo là kẻ giết người diệt khẩu. Dù chết, ông ta cũng muốn gây chút phiền phức cho Nhiêu Hữu Đạo mới cam tâm. Nhiêu Hữu Đạo chưa vội vã giết người diệt khẩu, chỉ dương mắt nhìn gương mặt ông ta. Kiếm trong tay hắn lại lóe lên, chặt nốt cái chân còn lại của Triều Kính. Hừ, Triều Kính nghẹn giọng run rẩy, máu me chảy đầm đìa. Dừng tay, tộc trưởng yêu hồ đen lắc mình lao ra, một phát bắt lấy tay Nhiêu Hữu Đạo, mạnh mẽ ngăn cản, nếu trong lòng ngươi không có quỷ thì để lão ta nói hết lời. Gã biết một khi Nhiêu Hữu Đạo muốn làm, người nơi này e không có ai ngăn được Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không cưỡng ép đòi diệt khẩu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ tộc trưởng tin lão mà không tin ta? Triều Kính suýt ngất vì đau chợt có thêm chút thời gian thở dốc. Oán hận của ông ta với Ngưu Hữu Đạo quá sâu, thấy thời cơ này lập tức vội lên tiếng. Ông ta sợ không nói hết được đã bị giết, nên phải vạch trần chuyện mấu chốt nhất. Hắn có thể điều khiển điệp la sát, hắn có thể điều khiển điệp la sát trong điệp mộng nguyễn giới. Cháu của ta chính mắt nhìn thấy, ông ta đang bị thương nặng, hơi thở đứt quáng, nhưng vội và cố nói cho bằng hết những ân oán giữa cháu của ông ta với Ngưu Hữu Đạo. Ông ta còn kể ra chuyện Nghiêu Hữu Đạo lợi dụng cháu của ông ta trộm năm con phi cầm cỡ lớn của vạn thú môn, lợi dụng chiều thắng hoài mưu sát sứ giả nước Tống, còn mượn tay ông ta đánh bại quân Tống, lại thêm việc lợi dụng ông ta để bí mật đưa một người vào điệp mộng nguyễn giới, hãm hại nhan bảo như trong bí cảnh thiên đô. Thực sự khai tuốt toàn bộ sự việc mà ông ta biết về Nghiêu Hữu Đạo đệ tử vạn thú môn bị treo bên cạnh vô cùng khiếp sợ hai người thật khó có thể tưởng tượng được một trưởng lão vạn thú môn lại quay lưng với tông môn gây ra bao nhiêu việc đại nghịch bất đạo nếu xử theo môn quy sợ rằng ngàn đao phanh thây cũng không quá đáng mấy người thuộc hồ tộc kinh ngạc nếu nói lần đầu gặp gỡ nghiêu hữu đạo họ còn nghi ngờ thì lần này họ thật sự tin tưởng triều kính lúc này không thể giả bộ không thể là đang nói giúp nghiêu hữu đạo sau khi nghe xong nghiêu hữu đạo hỏi triều kính nói xong chưa Triều kính oán hận, như Hữu đạo quay đầu lại hỏi gã trồn đen, lão nói xong rồi, người muốn thế nào? Gã trồn đen buông tay, lui về sau hai bước nói. Tự ngươi xem mà làm, vậy là sao? Chiều kính lập tức hô hào, tộc trưởng, giữ lại ta có thể làm nhân chứng. Đừng ầm ý, như Hữu đạo ngắt lời, nâng kiếm vỗ vỗ mặt ông ta. Già quá bị hồ đồ rồi à, ngươi nói những chuyện này có ý nghĩa gì với hồ tộc không? Chẳng lẽ còn muốn hồ tộc cáo trạng ta với phiêu miễu các sao? chiều kính cười gằn ít ra hồ tộc có thể nắm nhược điểm của ngươi trong tay hồ tộc không hợp với cửu thánh mà ngươi lại bị hồ tộc giữ nhược điểm sau này ngươi sẽ không thể không theo hồ tộc ý của ông ta hoàn toàn là nếu ta có chết ngươi cũng không được dễ chịu như hữu đạo vung kiếm máu té ra Hừ, chiều kính rên lên hừ hừ đầu gối hai chân ông ta lại bị cắt đi một đoạn ông ta run rẩy đau đớn la lên ngươi giết ta đi ngươi có bản lĩnh cứ việc giết ta ngươi đừng mong được dễ chịu Thái Thúc Sơn Thành sớm muộn gì cũng sẽ truyền lời tới tai vạn thú môn. Ngươi đừng quên cháu của ta còn ở vạn thú môn. Nghiêu Hữu đạo, ta đã cho người đi giải quyết cháu ngươi, có lẽ không cần chờ đến lúc vạn thú môn tìm gã để kiểm chứng, gã đã đi trước ngươi rồi. Có khi gã đang ở dưới chín suối chờ ngươi đấy. Chiều kính đau đớn cố mở mắt, quả nhiên ngươi có người ở phiêu miếu các. Ông ta có ý tưởng này cũng chẳng có gì lạ, đã sớm nghi ngờ tên này có tay trong tại thánh cảnh. Bản thân Nghiêu Hữu đạo không cách nào truyền tin tức ra ngoài, vậy thì chỉ có thể mượn tay người có thể mang tin tức ra khỏi thánh cảnh thôi. Đáp án rất rõ ràng, Nghiêu Hữu Đạo chơi đùa với máu trên kiếm, cười nhạt nói. Người quên ta đã từng rời thánh cảnh, Triều Kính thống khổ nói, khi đó Thái Thúc Sơn Thành vẫn chưa vạch trần. Nghiêu Hữu Đạo, nếu còn phải đợi Thái Thúc Sơn Thành vạch trần ra, còn phải đến lúc đó mới nghĩ ra, ta đã không sống được tới ngày hôm nay. Từ lúc ngươi viết tội chứng của vạn thú môn tại Sơn Trang Thủ Khuyết, từ lúc ngươi động tâm gia nhập phiêu miếu các, nếu ta thật sự để ngươi gia nhập phiêu miếu các, chiều kính, ngươi không nghĩ xem tình cảnh chúng ta ra sao. Chúng ta vâng lời cửu thánh đến chỉnh đốn phiêu miếu các. Ngươi lại gia nhập phiêu miếu các, phiêu miếu các liệu có cho ngươi quả ngọt mà ăn không? Một khi tình cảnh gian nan, ngươi không còn đường lui, vì có chỗ dừng chân trong phiêu miếu các, ngươi nói xem liệu ngươi có bán ta đi hay không. Chiều kính bi phẫn nói, ngươi đã sớm muốn giết ta. Nghiêu hiểu đạo đột nhiên vung tay lên bóp miệng ông ta, một tay kia ẩn tóm chặt lưới ông ta phượt một tiếng máu từ miệng chiều kính phun ra ảo ạt lưới trong miệng ông ta đã bị kéo đứt tận gốc ông ta ngoẹo đầu sang bên đã hôn mê bất tỉnh vì đau nghiêu hữu đạo lười phí lời với ông ta nữa chỉ ném bộp cái lưỡi xuống đất sư phụ từ hỏa kinh hãi hô lên xé miếng vải từ quần áo của chiều kính ra lau tay nghiêu hữu đạo lại vung kiếm chiều kính rơi xuống đất bên trên còn lại hai cánh tay còn đang treo đôi tay bị chặt đất người rơi xuống vũng máu trên đất không nhúc nhích như hữu đạo thu kiếm xoay người đi nói với gã trồn đen giữ lại một hơi cho lão đừng để lão chết ta còn có lúc cần đến gã trồn đen hai tên khác thì sao tùy ngươi xử, nói chung không để lại người sống ném lại câu nói như hữu đạo chống kiếm đi ra ngoài đi vào hành lang như trưởng lão tha mạng như trưởng lão tha mạng ta đã giúp ngài trong bí cảnh thiên đô ta biết chuyện bí mật của triều kính ta đồng ý nhận tội hai tên đệ tử vạn thú môn gào hét, đặc biệt là từ hỏa, nhưng không thể khiến nhưu hữu đạo quay đầu. chương một nghìn tuyệt không sống tạm hai mấy người hồ tộc quay đầu lại, mãi đến tận khi nhưu hữu đạo mất bóng tại hành lang phía xa, lão quỷ đầu đao mới ngửa mặt lên hét dài. trong hang động to nhỏ chung quanh lập tức có đám hồ yêu xông ra, chúng liên tục lao tới, nhảy lên trồm trồm. hai người đang treo bị đám yêu hồ bao vây, gào lên thảm thiết. Đến khi đám yêu hồ tản đi thì chỉ còn lại hai bộ xương còn đang vương máu đang treo trên không. Trên xương không còn lại chút thịt nào. Dưới bộ xương, đám yêu hồ đang thưởng thức nội tạng, có con thì liếm mắt trên đất, ăn say xương ngon lành. Đối với hồ tộc, không gặm xương uống máu đám tu sĩ đã tàn sát bao nhiêu tộc nhân của chúng thì khó có thể giải mối hận trong lòng. Tính mạng chiều kính đang như ngàn cân treo sợi tóc, được cứu trị tại chỗ. Gã trồn đen tìm thấy nghiêu hữu đạo đang đứng nhắm mắt, chống kiếm trong một căn phòng đá gã tới cạnh hắn rồi nói, ta tên Hắc Vân, ta nhớ kỹ, như Hữu đạo mở mắt xoay người, nói, Hắc Vân, có vài chuyện cần hồ tộc các ngươi phối hợp. Hắc Vân nói, người nói ta nghe trước xem, như Hữu đạo, đã tìm thấy Ngao Phong chưa? Hắc Vân, chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta đang theo dõi rất kỹ, nắm rõ hướng đi trong lòng bàn tay. Như Hữu đạo, lại tìm một người nữa, là trưởng lão Thái Thúc Sơn Thành của khí Vân Tông. Hắc Vân, không thành vấn đề toàn bộ hoang trạch tử địa trải rộng cơ sở ngầm của hồ tộc ta. Chỉ cần người còn đó, không có kẻ nào mà chúng ta không tìm được. Như hữu đạo, sau một phen thao tác, ta đã tranh thủ cho mình một khoảng thời gian đơn độc làm việc. Hiện giờ ta phải tìm Ngao Phong, không thể để hai tùy tùng bên cạnh ta biết. Người phái cơ sở ngầm tập trung vào hai người họ, một khi các người phát hiện điều dị thường thì giúp ta giải quyết đi. Không thể để họ rời hoang trạch tử địa, càng không thể để họ rơi vào tay phiêu miếu các hắc phân gật đầu yên tâm không thành vấn đề như hữu đạo giao mắt dọc của ba tên vừa bị hành hình cho ta ta cần dùng tới hắc phân sầm mặt lại hồ tộc ta chết thảm mắt bị kẻ khác móc đi chết không toàn thây bây giờ vất vả lắm mới cướp lại được chút người bảo ta làm sao đưa ra như hữu đạo bình tĩnh nói ta hiểu tâm trạng của ngươi nhưng ta cũng có chỗ khó xử của ta từ khi ta tiến vào hoang trạch tử địa đến nay ta chưa từng ra tay với bất kỳ hồ tộc nào có thể nói là không thu hoạch được gì. Trước đây ta còn có thể tìm lý do chối bỏ, nhưng bây giờ không chối được nữa. Ta mới vào đây, chưa quen tình thế, không có chút đầu mối tin tức nào, cho nên hành động có không ít sơ hở. Trên tay ta đang cần chút vật phẩm để báo cáo kết quả. Không chỉ của ba tên kia, sau đây có lẽ ta còn cần một ít nữa, cần ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Hắn tuyệt đối không nói ngoa, vì nắm giữ tình huống bên phiêu miếu Các như hữu đạo vừa vào hoang trạch tử địa đã nghĩ cách ra tay với người của phiêu miếu các để có thời gian và không gian hành động hắn đã phải lừa hết những người đồng hành trong đội ngũ mới được nhưng sau đây khi hắn về mà không có thu hoạch gì thì chưa cần nói ngay cả không tìm được người của phiêu miếu các thì có thể nói là vì quần áo thế nhưng bây giờ ngay cả quần áo cũng không còn là vấn đề nếu hắn còn không có thu hoạch gì thì đúng không còn lời để nói lần này lại lấy lý do đi tìm kiếm triều kính mới tranh thủ được chút thời gian thoát thân đi làm việc một mình gian luyện vừa mới bắt đầu không bao lâu hắn đã để lại rất nhiều sơ hở hắn biết mình có những việc không chịu nổi nếu bị nghiêm khắc tra xét nhưng lần này hắn quay lại thánh cảnh đã đưa ra quyết định trọng đại hắn còn rất nhiều chuyện phải làm mà chỉ cần làm tiếp thì sơ hở lại càng nhiều hết cách rồi thực sự là vì hoàn cảnh và điều kiện bên trong thánh cảnh không cho hắn nhiều không gian thao tác bị giới hạn khắp nơi hắn đành nhắm mắt làm bừa tình cảnh của hắn bây giờ rất khó lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng bây giờ việc hắn có thể làm là cố gắng kéo chậm lại thời gian bùng phát sơ hở, tranh thủ trong lúc đó đạt được mục đích của mình. Hắc Phân trầm mặc, Nghiêu hiểu đạo: ta biết làm như vậy người sẽ khó tiếp nhận về mặt tình cảm, nhưng người phải biết rõ rằng chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì. người nên hiểu rõ điều chúng ta đang làm, lấy hay bỏ đều là hy sinh, vì chúng ta đang tạo phản. muốn làm thì sẽ có hy sinh, mà hy sinh rồi cũng chưa chắc sẽ thành công, nhưng vẫn phải có người gánh chịu để đưa lão tộc trưởng rời thánh cảnh tới nhân gian đã có bao nhiêu hồ tộc khẳng khái chịu chết, đó là vì cái gì? Lão tộc trưởng không tiếc bỏ lại con gái của mình bị móc lấy mắt dọc lại vì cái gì? Ta không biết lần này có thể sống sót rời khỏi thánh cảnh hay không, nhưng việc do người làm, ta tuyệt không sống tạm. Vạn thú môn, trong chính điện, trưởng môn Tây Hải đường đối mặt với bài vị của các vị tổ sư gia, lặng lẽ không nói gì. Trưởng lão Cửu Sơn nhanh chân đi tới, chắp tay với Tây Hải đường nói, trưởng môn, vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của hai người. Tây Hải đường thở dài, Đồ Nguyên Bồi và chiều Thắng Hoài mất tích làm sao lại được phiêu miếu các quan tâm. Hai người này tại sao lại một trước một sau mất tích, có phải là Triều trưởng lão gặp chuyện gì ở thánh cảnh? Cừu Sơn lặng tiếng không đáp, biết trưởng môn gặp áp lực rất lớn. Phiêu miếu các đột nhiên truyền đến pháp chỉ bảo vạn thú môn toàn lực tra tìm tung tích của hai người mất tích. Thánh địa đại nguyên, trong một căn nhà gỗ nằm trên dãy núi Tú Lệ, một người bước vào trong phòng dâng lên một phần tình báo về phiêu miếu các cho đinh vệ đứng bên cửa sổ. Tiên sinh, kết quả chiều thắng hoài mất tính đã tra ra được. Ồ, đinh vệ thoát khỏi trầm mặc, nhận tình báo kiểm tra, sau đó nghi ngờ nói, vậy mà do nghiêu hữu đạo làm. Người tới nói, không có gì sai sót. Trong khi bài tra tất cả những người có liên quan trong các đã vận dụng cơ sở ngầm bên cạnh nghiêu hữu đạo. Nhân viên tham dự và quá trình hành động đã được tra xét rõ ràng, ăn khớp với quá trình chiều thắng hoài mất tích mà vạn thú môn gửi tin tới. Người trong các tới chỗ ném xác đã tìm thấy thi thể của Triều Thắng Hoài, xác định cơ sở ngầm bên Nhiêu Hữu Đạo cung cấp tin tức sẽ không có sai lầm. Đinh Vệ lắc đầu, ta không nghi kết quả, mà là sau khi Nhiêu Hữu Đạo trở mặt với Thái Thúc Sơn Thành và Triều Kính, Triều Thắng Hoài đã bị giết. Người tới nói, tiên sinh, căn cứ theo tin tức bên cơ sở ngầm cạnh Nhiêu Hữu Đạo, kết quả có thể phán đoán được. Đó là do Nhiêu Hữu Đạo về từ Kim Động đã bố trí. Triều Thắng Hoài chết không phải vì người trong thánh cảnh để lộ tin tức, thuần túy là ân oán cá nhân giữa nghiêu hữu đạo và vạn thú môn. Theo lý mà nói, phiêu miếu các không nên nhúng tay tiếp nữa. Ân oán cá nhân của họ không phải điều chúng ta cần bận tâm. Đinh vệ dương mắt hỏi, vậy đồ nguyên bồi kia mất tích là thế nào, làm sao trùng hợp như vậy? Người tới nói, nhưng sự thực chứng minh rằng chuyện nghiêu hữu đạo giết chiều thắng hoài thực sự không liên quan đến chuyện đồ nguyên bồi mất tích. Trừ khi cơ sở ngầm mà các bên cài vào cạnh nghiêu hữu đạo có vấn đề, đã cung cấp tin tình báo giả cho chúng ta đinh vệ ta không nghi ngờ chuyện này nếu cơ sở ngầm xếp vào chỗ nghiêu hữu đạo có vấn đề thì đã liên quan đến cái chết của người phiêu Miếu các đã không còn là việc nhỏ nếu cơ sở ngầm có vấn đề rồi giấu tin thì sẽ giấu đến cùng không thừa nhận đã giết triều thắng hoài hoàn toàn có thể giả vờ như không biết sau khi triều thắng hoài chết nghiêu hữu đạo đã trở về thánh cảnh việc liên lụy đến phiêu Miếu các như vậy chắc chắn không nằm trong dự liệu của nghiêu hữu đạo sau khi nghiêu hữu đạo tới đây hắn đã không kịp tính toán đến việc này, không kịp bố trí như vậy. Còn có một việc, như Hữu Đạo không biết thân phận phiêu miếu các của đồ nguyên bồi, vậy chẳng phải đã chứng tỏ một vấn đề. chương 1501, E là chiều kính gặp nguy hiểm. Người tới nói tiên sinh vẫn hoài nghi bên trong phiêu miếu các có vấn đề. Đinh vệ chắp tay đi dạo, trầm ngâm nói, đồ nguyên bồi này gặp chuyện tại cửa ải, ta không nghi ngờ cũng khó. Đoán về mặt thời gian, việc này rất có thể là vì cùng một sự việc dẫn tới hai sự kiện người tới kinh ngạc làm sao mà biết đinh vệ vấn đề vẫn về mặt thân phận của đồ nguyên bồi nếu nghiêu hữu đạo thân phận của đồ nguyên bồi hắn sẽ không xử lý cùng lúc triều thắng hoài và đồ nguyên bồi tại cửa ải nếu hắn làm như vậy thật đó là hắn tự tìm phiền toái cho mình trước đó đồ nguyên bồi không biết rằng chúng ta muốn tìm triều thắng hoài kẻ muốn gây bất lợi cho đồ nguyên bồi chắc hẳn ban đầu không biết rằng ta sẽ tìm tới đồ nguyên bồi nếu biết kẻ đó đã không dám đi tìm đồ nguyên bồi vào lúc này lại càng không dám diệt khẩu đồ nguyên bồi. Người tới giật mình, tiên sinh cho rằng là diệt khẩu. Đinh vệ nói, người ngoài không biết rõ một số chuyện trong thánh cảnh, lẽ nào ta lại không biết. Thái Thúc Sơn Thành trở mặt với chiều kính, ta cảm thấy hứng thú với tin tức đó, e rằng có những người khác lại cảm thấy hứng thú với nhiều hữu đạo. Người sau lưng có lẽ không ngờ là ta sẽ lập tức phái người đi điều tra. Tương tự, cũng vì ta phái người đi điều tra nên đối phương mới biết thân phận của đồ nguyên bồi. Bằng không, kẻ đó sẽ không tìm tới đầu nguyên bồi. Người tới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, từ lúc đối phương tìm tới đầu nguyên bồi, đầu nguyên bồi nhất định phải bị diệt khẩu. Người này chắc chắn không đi chung đường với đầu nguyên bồi, nếu không đã không cần phải diệt khẩu đầu nguyên bồi. Nhất định đầu nguyên bồi sẽ giúp đối phương giấu giếm đi. Đối phương sẽ không để người ngoài biết là từng tìm đồ nguyên bồi. Không sai, đặc biệt là sau khi biết chiều thắng hoài mất thích, đầu nguyên bồi càng chắc chắn phải chết. Đinh vệ gật đầu, quay đầu lại nói. Về mặt thời gian, chắc hẳn sau khi Thái Thúc Sơn Thành và U Kính trở mặt, người đứng phía sau mới cảm thấy hứng thú rồi phái người đi thăm dò. Như vậy con đường để lộ tin tức đã rõ ràng, lúc Thái Sơn Thành và Triều Kính trở mặt với nhau, người đó đã có mặt ở đó, lại còn có năng lực đúng lúc lan truyền tin tức cho người đứng phía sau. Thăm dò theo đường dây này, lại tra xét xem trong lúc đó có những người nào ra vào thánh cảnh, hoặc lợi dụng con đường phiêu miếu các truyền tin ra bên ngoài. Người tới cao mày, trầm ngâm nói tiên sinh, nếu thật sự là người có năng lực biết được thân phận của đồ nguyên bồi, e rằng lực lượng không hề nhỏ. E rằng việc này không tra ra được kết quả gì. Phiêu miễu các do người của chín nhà tạo thành, điểm quan trọng đều do nhân lực của các nhà liên hợp nắm giữ. Đối phương lợi dụng người mình lén lút đưa một cá nhân ra ngoài hoặc truyền tin ra là quá dễ. Nếu họ không muốn bị tra ra thì cơ bản không có cách nào có thể tra ra được. Đặc biệt là sau khi biết tin chiều thắng hoài chết, đối phương chắc chắn sẽ kịp thời kết thúc rồi xóa sạch dấu vết đinh vệ trầm mặc sau một lúc lâu mới từ tốn nói rốt cuộc là người nào người tới nói tiên sinh nhà nào cũng có khả năng đối tượng hoài nghi có quá nhiều đinh vệ đi tới đi lui bỗng dừng bước nói vì sao nghiêu hữu đạo phải vội vã giết triều thắng hoài vào lúc này mới quay về đây được một lúc hắn không thể chờ đợi được mà bố trí chuyện như vậy sao người tới nói thái thúc sơn thành đã vạch trần ra những việc không thể để lộ ra ngoài sáng nghiêu hữu đạo động sát tâm là điều dễ hiểu không đúng đây là việc xảy ra sau trước đó nghiêu hữu đạo không biết thái thúc sơn thành sẽ phơi trần ra việc này đinh vệ dừng bước từ từ nói sớm không giết triều thắng hoài muộn không giết triều thắng hoài lại cứ giết ngay lúc này trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì chỉ có một khả năng là lúc ta ép họ viết những thứ kia tại sơn trang thủ khuyết nghiêu hữu đạo đã động sát tâm chỉ là bản thân nghiêu hữu đạo cũng không ngờ rằng sau đó sẽ bị thái thúc sơn thành nói toạc ra khiến hắn uổng phí công phu Người tới nói, nói cách khác, lúc đó hắn đã muốn giết Triều Kính. Nếu hắn muốn diệt khẩu thì phải làm sạch sẽ, trước lúc hắn rời thánh cảnh, rất có thể hắn sẽ ra tay với Triều Kính. Nói đến lúc rời thánh cảnh đúng là nhắc nhở đinh vệ. Gã trầm ngâm nói, lúc ấy là Phương Phỉ đưa nghiêu Hữu đạo đi, liệu có thể có liên quan đến việc giết Triều thắng hoài. Nếu thật sự như vậy, giữa hai người kia chắc chắn có quan hệ không muốn ai biết. Người tới cười khổ nói, không đến nỗi chứ. La Phương Phỉ muốn giết Triều Thắng Hoài cần phải phiền toái như vậy sao? Sau đó lại còn bị La Thu cấm cửa, cô ta tùy tiện đi ra ngoài nói một câu, tự nhiên sẽ có người lặng lẽ giải quyết Triều Thắng Hoài. Nói vậy cũng phải, Đinh Vệ gật đầu, nhưng vẫn nghi ngờ. Như Hữu Đạo vừa về tới Tử Kim Động đã bắt đầu đấu với Tử Kim Động. Trong tình huống đó, hắn vẫn không quên việc phải vội vã giải quyết Triều Thắng Hoài. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, có phải là hắn quá sốt ruột không? hai ông cháu kia có phải là biết một số việc khác mà nghiêu hữu đạo không dám để lộ ra không không tốt gã đột nhiên quay phát sang người tới ngạc nhiên nói làm sao vậy đinh vệ nếu thật sự còn có bí mật khác nghiêu hữu đạo vội vã như thế e rằng triều kính gặp nguy hiểm nghiêu hữu đạo đang lôi kéo một nhóm người bên cạnh hầu như đều là anh em kết nghĩa của hắn muốn xử lý triều kính thực quá dễ huyền diệu người lập tức báo cho hoàng ban để nghĩ cách tìm triều kính tới huyền diệu nói hiện giờ đang lúc rèn luyện chuyện rèn luyện là do thánh tôn dặn vội vã nhúng tay can thiệp liệu có ổn không? đinh vệ không có gì phải can thiệp, ta chỉ muốn xác nhận một chút. ngưu hữu đạo giết triều thắng hoài thái thúc sơn thành đã thổ lộ bí mật. về lý mà nói, như hữu đạo cũng không cần phải giết triều kính nữa, không thì việc diệt khẩu đã quá rõ ràng rồi. nếu hắn vẫn xuống tay với triều kính, vậy càng xác minh suy đoán của ta. hai ông cháu kia nhất định còn biết bí mật lớn hơn nữa của ngưu hữu đạo. bí mật mà ta cảm thấy hứng thú e rằng những người khác cũng sẽ hứng thú. Hiện giờ lợi ích duy nhất là những người khác không tiện chen vào việc rèn luyện, không tiện tập kết nhân lực trắng trợn tìm kiếm trong hoang trạch tử địa, nếu không sẽ dễ để lộ bản thân. Chúng ta nhất định phải tranh thủ trước khi xuất hiện bàn tay đen sau màn. Hiểu diệu hỏi, nếu xác nhận triều kính thật sự chết rồi. Đinh vệ cười gần, vậy thì tìm nghiêu hữu đạo, hắn muốn dở trò cũng không ra được trò gì, cậy miệng hắn ra cho ta. Huyền diệu, được, vậy ta tự mình đi một chuyến. Lục thúc, người xem, trong vùng đầm lầy có nhóm ba người, một đệ tử khí vân tông chỉ về một hướng. Thái Thúc Sơn Thành nhìn theo, thấy trên bụi cỏ có một người đang nằm. Lão vẫy tay ra hiệu, ba người cấp tốc phóng tới, thấy trên đất có một người nằm sóng xoài, máu me be bét, tứ chi không trọn vẹn. Một cái tay gấy gục bên cạnh tảng đá, trên tảng đá dường như là dòng chữ do người bị thương lợi dụng thời điểm cuối cùng viết lại, ba chữ siêu vẹo phiêu miếu các. Một đệ tử khí vân tông lật người kia lại, sau khi nhận rõ dung mạo đối phương, Thái Thúc Sơn Thành giật mình nói chiều kính. Ba người đều giật mình nhìn vết thương của chiều kính, chân tay đứt đoạn, vết thương nghiêm trọng vô cùng. Thái Thúc Sơn Thành ngồi xổm xuống, vươn tay kiểm tra mạch đập, cau mày nói chưa chết. Là ai đả thương Lão Thành thế này? Ánh mắt ông ta liếc về ba chữ phiêu miếu các bên cạnh, có vẻ hãi hùng khiếp vía. Một tên đệ tử nói, chiều kính dường như muốn nhắc nhở là do người của phiêu miếu các. Một đệ tử khác kiểm tra vết thương trên người Triều Kính, nói: "Lục thúc, người này còn có thể cứu sống." Gã dứt lời lập tức đưa tay lên sở lấy thuốc. Thái Thúc Sơn thành trừng mắt một cái, "Làm gì thế?" Đệ tử kia lắp bắp nói, "Tuy người đã tàn phế, nhưng còn cứu được. Chúng ta không nên hỏi xem chuyện gì đã xảy ra hay sao?" Chương 1502, Như Hữu đạo đi tìm Triều Kính. "Một, hỏi cái gì hỏi, hỏi xong làm sao báo cáo cho Phiêu Miếu Các?" Thái Thúc Sơn thành trách cứ. Đệ tử kia nói, làm như không nhìn thấy sao. Thái Thúc Sơn Thành không biết chiều kính hôn mê có thể nghe thấy họ nói chuyện không. Ông ta cau mày, vuốt vuốt mặt chiều kính, phát hiện mười mấy con mắt dọc của yêu hồ. Ông ta liếc liếc xung quanh, bỏ mười mấy con mắt dọc kia vào túi, sau đó đột nhiên bắt lấy cổ chiều kính vặn rắc một cái, triệt để cắt đứt hơi chiều kính. Ông ta cấp tốc ném chiều kính vào trong đầm lầy, tảng đá kia cũng bị đá xuống nước. Chờ thi thể chìm vào trong đầm lầy, lại nhòm ngó xung quanh một vòng, Thái Thúc Sơn thành thở phù một cái nói: "Các ngươi nhớ kỹ, quên đi ba chữ phiêu miếu các trên tảng đá đi, quên mọi chuyện vừa nãy đi. Chúng ta không thấy gì hết, cũng không biết gì hết, hiểu chưa?" "Vâng." hai người kia cùng đáp, một người lại hỏi: "Lục thúc, phiêu miếu các xiết chiều kính làm gì?" "Thái Thúc Sơn thành, bị thương thế này còn có thể thoát thân, có phải là phiêu miếu các làm hay không còn chưa thể chắc chắn. Nếu thật sự do phiêu miếu các làm, vậy gần như là vì cướp giật thành tích săn mắt dọc của yêu hồ." khả năng nào cũng có, nói chung bắt đầu từ bây giờ, nhìn thấy người phiêu miếu các cần phải tăng cao cảnh giác. Vâng, hai đệ tử lại đáp, sau đó ba người cấp tốc bay khỏi nơi đây, tại một vùng núi rừng khác, cạnh đầm lầy, một người mặc trang phục đen, một người mặc trang phục đỏ, hai người đứng đối lập nhau. Ngao Phong giống như những gì mà Nghiêu Hữu Đạo tìm hiểu, là một người cao gầy, mặt trắng không dâu, mắt rất lớn. Ngao Phong cũng đang quan sát Nghiêu Hữu Đạo ngẫu nhiên gặp. Y không quen người kia, nhưng có nhận ra trang phục mà người kia đang mặc. Mặc trang phục đó lại xuất hiện ở đây, vừa nhìn đã biết là người của các phái bên ngoài tới rèn luyện. Đương nhiên, đối phương là ai cũng không quan trọng, quan trọng là cái túi vải căng phòng bên eo của đối phương. Nhìn hình dạng lồi lên từ bề mặt túi thì biết, trong đó chắc hẳn là mắt dọc của yêu hồ, dường như không ít, cũng phải có mười mấy cái. Tính cảnh giác của yêu hồ rất cao, khó săn giết. Mười mấy con mắt dọc của yêu hồ thực không phải ít, ngao phong quả thực là người của vô lượng viên chỉ có người của vô lượng viên mới biết được khu vực có vẻ bình tĩnh kia nguy hiểm đến cỡ nào bất kỳ điều dị thường nào cũng có khả năng khiến người ta mất mạng đừng tưởng rằng là con cháu của thánh tôn thì đã an toàn người dễ dàng tiếp xúc với quả vô lượng lại càng dễ bị người khác nghi ngờ hơn cũng có nghĩa là nguy hiểm hơn lần này phiêu miếu các tuyển người từ các nơi tương ứng tới tham dự tỷ thí y muốn nhân cơ hội để rời đi nhưng vô lượng viên không phải nơi ai muốn vào thì vào muốn đi thì đi y cần thành tích có thành tích mới dễ nói chuyện đương nhiên không chỉ y cần thành tích tất cả người tham dự của phiêu miếu các đều cần thành tích tốt nếu phiêu miếu các trong lần tỉ thí này thua trong tay người tham dự rèn luyện không chỉ mất người mà cũng sẽ cho thánh tôn cớ công khai chỉnh đốn phiêu miếu các vô dụng thánh tôn muốn chỉnh đốn bản thân đã vô dụng thì còn có thể nói được gì không ai nói được gì để cổ vũ mọi người cố gắng phiêu miếu các đã nói trước cũng đã hứa trước sẽ trọng thưởng theo thành tích. Còn nữa, đôi khi thân phận địa vị cũng là gánh nặng. Nếu thành tích của Ngao Phong không bằng người khác, y lại có vẻ là kẻ vô năng. Nhìn thấy cái túi căng phòng, Ngao Phong có phần động lòng, nổi tâm tư đánh cướp. Y vô thức quan sát chung quanh, vừa muốn cướp lại vừa không muốn, vì lo lắng bị phát hiện. Phiêu miếu các cũng đã dặn trước, không được cướp giật, bằng không nghiêm trị. Đó là vì công bằng, nên không tổ rèn luyện nào dám cướp đồ của phiêu miếu các chỉ có khả năng người của phiêu miếu các cướp của tổ rèn luyện. Nhân viên phiêu miếu các tham gia tỉ thí phân chia thành từng tổ hai người. Lúc trước bọn y gặp một nhóm yêu hồ đã phân công nhau truy đuổi, hai người tạm thời tách ra. Không ngờ y gặp được một người tham dự rèn luyện ở đây mà thu hoạch có vẻ không ít. Như hữu đạo hành động trước, hắn chắp tay, tỏ vẻ kính trọng, đến thánh cảnh tham gia rèn luyện hả? Ngao Phong hỏi, phải, như hữu đạo cung cung kính kính trả lời. Ngao Phong lại hỏi, môn phái nào? nghiêu hữu đạo đáp từ kim động ta và đồng môn đang tản ra đi săn yêu hồ không ngờ gặp phải tiên sinh phiêu miễu các từ kim động ngao phong lại đánh giá một phen đoán tuổi đối phương lại hỏi ngươi là nghiêu hữu đạo tuy không quen biết nhưng lúc trước y có nghe nói mà dù trước đây chưa từng nghe nói chuyện la phương phỉ dẫn người ra lúc trước cũng đã chuyển đến tai y nghiêu hữu đạo kinh ngạc ta chưa từng gặp mặt tiên sinh sao tiên sinh biết tại hạ là nghiêu hữu đạo ngao phong khinh không thèm trả lời với thân phận của y trước mặt những người trong các môn phái bên ngoài thì luôn có tâm thái kẻ bề trên y hỏi trên đường ta gặp người trong các phái hầu như đều là ba người một tổ tại sao ngươi chỉ có một mình đồng môn của ngươi đâu ngưu hữu đạo vừa nãy đã nói với tiên sinh đã tản ra đi săn yêu hồ ta cũng đang đi tìm họ không biết tôn tính đại danh của tiên sinh là ngao phong nhìn chung quanh tuy rằng quy tắc không cho phép cướp lẫn nhau nhưng nếu có thể đảm bảo không bị người nào phát hiện tất nhiên không được coi là trái quy tắc. Không ai nói ngươi làm trái quy tắc thì không có chuyện làm trái quy tắc. Đạo lý này để ở đâu cũng là đạo lý. Dừng suy nghĩ, y liếc túi áo Nghiêu Hữu Đạo, hỏi. Xem ra ngươi thu hoạch không ít, Nghiêu Hữu Đạo cũng không coi là nhiều. Ngao Phong, lấy ra xem xem. Hắc, Nghiêu Hữu Đạo cảm thấy thú vị. Hắn thấy đối phương có vẻ muốn cướp. Lá gan của tên này không nhỏ, lại dám làm trái quy tắc. Đã vậy, chuẩn bị lúc trước của mình có vẻ hơi dư thừa, đúng là bớt được khối việc bề ngoài như hữu đạo cảnh giác lùi một bước xin hỏi tôn tính đại danh tiên sinh ngao phong ta bảo ngươi lấy ra xem ngươi không nghe thấy như hữu đạo tỏ vẻ kinh hoàng mau chóng cởi túi đeo bên hông xuống ném tới ngao phong nhận túi cởi nút buộc ra xem không sai trong đó chứa mắt dọc của yêu hồ chẳng may không phải là mắt dọc của yêu hồ thì y cũng không cần làm điều thừa thãi sau khi xác nhận y lại nảy sinh tâm tư khác y buộc lại túi nâng lên nói, trả ngươi, như hữu đạo tiến lên, hai tay đưa ra nhận, biến cố chấp mắt nảy sinh, ngao phong đột nhiên đấm tới. Quyền người người lùi, như hữu đạo đã sớm đề phòng nên cấp tốc lui nhanh, tránh được quyền phong. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, ngao phong không chịu buông tha, thừa cơ đuổi theo. Như hữu đạo lao trách về phía đầm lầy, ngao phong cũng lắc mình đuổi theo, ầm, um, đáp xuống đất, như hữu đạo vung trưởng đánh nổ tung bùn đất, nhào người chui vào. Ngao phong lăng không cũng nhào xuống theo, Đùng, y vung trưởng đánh vào thân thể nghiêu hữu đạo còn chưa kịp chui hết vào trong bùn chờ y đáp xuống đất nghiêu hữu đạo đã trốn vào trong nước bùn ngao phong đáp xuống đất lại vung trưởng đánh trên bàn tay y hiện lên hắc quang chỉ có thể thấy bằng pháp nhãn y quỳ gối cạnh mép đầm lầy vỗ một trưởng xuống đất hắc quang bắn ra ầm không thấy chút bùn lầy nào bắn lên nhưng bùn đất bên dưới rung lên rồi chập trùng như sóng gợn lấy trung tâm bàn tay y đập xuống đất từng vòng tròn nhấp nhô tản ra chung quanh lan tỏa ra xa mấy chục trượng. Nước bùn giống như bị đun sôi, ùng ục ùng ục tỏa ra bọt khí chứa khói đen. Động tĩnh chưa tan, Ngao Phong đã cấp tốc đánh nổ bùn đất, đào xuống như rời sông lấp biển. Nhưng y phí hết công phu cũng không thể phát hiện ra bóng dáng Ngưu Hữu Đạo, ngay cả cọng lông cũng không tìm được. Bùn đất từ từ khôi phục lại như cũ, sắc mặt Ngao Phong rất nghiêm nghị, bị y đánh một trường còn có thể chạy thoát, mà lại chạy xuống lòng đất bùn. Y đứng trên đầm lầy nhìn ngắm chung quanh, Quan sát một hồi lâu mà không thấy mục tiêu lộ diện, y kéo cái túi treo bên eo, cảm giác như vừa cướp sai đối tượng, không biết đối phương có tố cáo hay không. Chương 1503, Lưu Hữu đạo đi tìm chiều kính. Hai, y nảy sinh kích động hủy diệt chứng cứ, nhưng nghĩ một lúc lại thấy, nếu y đã ra tay, dù đối phương có chứng cứ hay không mà đã muốn tố cáo thì sẽ tố cáo. Thế nhưng, ai có thể chứng minh mắt dọc của yêu hồ trên tay mình là do cướp tới? Thu túi lại, y lắc mình lao vút đi ba con phi cầm cỡ lớn xoay quanh trên bầu trời hoang trạch tử địa nhân viên phiêu miếu các cưỡi trên phi cầm phóng mắt tìm kiếm bên dưới thấy dưới đất có người đang bay lượn tiến lên huyền diệu phất tay ra hiệu có người phi thân xuống ngăn cản người đang tiến lên người bị cản chính là hồng cái thiên của nam hải thấy người của phiêu miếu các bay xuống chặn đường gã ngẩng lên nhìn phi cầm đang bay trên không không dám làm bừa nên chắp tay tới chào người vừa đáp xuống hỏi người thuộc môn phái nào Hồng Cái Thiên chắp tay nói, dưới trướng Pháp Phương Nam Hải. Tìm được rồi, người vừa đáp xuống lập tức vẫy tay với nhân viên trên trời. Thấy bên dưới gọi, Huyền Diệp nhảy xuống. Phía sau còn có bốn nhân viên phiêu miếu các bay xuống theo. Huyền Diệu vừa đáp xuống đất, người vừa xuống trước đã lập tức báo, Huyền Quản sự, tìm được rồi, là người của Nam Hải. Huyền Diệu đáp à một tiếng, nhìn về phía Hồng Cái Thiên, nhìn dáng vẻ rồi hỏi. Ngươi là tam đương gia Hồng Cái Thiên của Nam Hải ông ta có thể nói ngay danh tính chứng tỏ ông ta nắm rất rõ tình huống của người tham gia rèn luyện hoang trạch tử địa lớn như vậy tất nhiên không thể vừa tới đã tìm được bên này đã tìm kiếm một thời gian đã tìm thấy người rèn luyện thuộc các môn phái khác họ được biết các phái chia làm ba nhóm có một nhóm đi theo nghiêu hữu đạo tình huống đúng như hoàng ban đã báo đã biết tình huống bây giờ lại tìm thấy người của nam hải tất nhiên họ có thể tìm thấy nhóm triều kính một trong các quản sự của phiêu miễu các không cái thiên thầm đánh giá rồi chắp tay trả lời chính phải huyền diệu hỏi trưởng lão triều kính của vạn thú môn có đi cùng các ngươi không không cái thiên trả lời có huyền diệu lại hỏi đã đi cùng đường vậy các ngươi đã đẩy mạnh kế hoạch tìm kiếm triều kính ở hướng nào chắc ngươi phải biết chứ ơ ờ, không cái thiên ngạc nhiên là tìm triều kính sao phiêu miếu các đang yên lành làm gì phải tìm triều kính nhiều ngày không thấy lão già kia rồi không phải là đã xảy ra chuyện chứ hả Huyền Diệu hừ một tiếng đầy nghi ngờ, giống như đang nói, "Ta đã hỏi, vì sao không trả lời?" Lấy lại tinh thần, Hồng Cái Thiên vội vàng trả lời. "Đúng là lão đi theo chúng ta, nhưng Triều Kính đã mất tích một thời gian rồi, không biết đi nơi nào. Chúng ta cũng đang đi tìm lão." Mất tích? Huyền Diệu cau mày, sự việc đúng như Đinh Tiên Sinh dự đoán. Ông ta chậm rãi hỏi, "Đang Yên đang lành sao lại mất tích, lẽ nào bị yêu xử lý?" Hồng Cái Thiên, "Chúng ta cũng không biết chuyện gì." chỉ là lão ta đột nhiên mất tích từ mấy ngày trước. Chúng ta đã cố ý phân công người đi tìm, huyền diệu lạnh lùng nói, tìm kiếm, tại hoang trạch tử địa này, một khi con người mất tích thì có thể tìm về hay sao? Hồng Cái Thiên, dù sao mọi người cũng cùng đi săn yêu hồ, là người chung đường, dù có tìm được hay không cũng phải làm hết sức. Huyền Diệu, như hữu đạo ở phương nào? Hồng Cái Thiên lại sững sờ, hỏi lại, không biết quản sự tìm triều kính và như hữu đạo có chuyện gì? Huyền Diệu, ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta thật lòng trả lời vâng không cái thiên cẩn thận đáp gã giơ tay gãi gãi mái tóc đỏ ta không rõ nghiêu hữu đạo ở hướng nào hiện giờ chỉ sợ không ai biết được huyền diệu cau mày ngươi đừng nói với ta là nghiêu hữu đạo cũng mất thích không cái thiên vậy thì không nghiêu hữu đạo dẫn đệ từ từ kim động đi tìm kiếm người mất thích rồi người đi tìm triều kính chính là nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo đi tìm triều kính huyền diệu suýt thì bật cười có cảm giác chuột chúc tết mèo vì sao không phải là ai khác đi tìm mà lại là Ngưu Hữu Đạo? Tình huống cụ thể thế nào, nói rõ một chút, tình huống cũng đơn giản, chính là chúng ta không thấy chiều kính trở về địa điểm đã hẹn trước. Không cái thiên không dám giấu, kẻ lại tường tận mọi việc. Gã nói là vì mọi người nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo làm. Ngưu Hữu Đạo muốn chứng minh mình trong sạch nên đi tìm. Huyền Diệu, người mới vừa nói trưởng lão phù hoa của Tây Hải có thể chứng minh không phải Ngưu Hữu Đạo làm. Không cái thiên thật không hiểu tình huống ra làm sao, chỉ cẩn thận trả lời. Phù Hoa nói vậy, Huyền Diệu ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện đã gần đến tối, hỏi. Các người cũng sắp gặp lại chứ, gặp ở đâu, dẫn ta đi. Hồng Cái Thiên nhìn sắc trời, phát hiện còn chút thời gian nữa là tối. Bây giờ chạy tới địa điểm tập hợp còn hơi sớm, có thời Gina này không chừng còn có thể săn được một con yêu hồ. Nhưng đối phương đã lên tiếng, gã cũng không dễ nói thêm gì, đồng ý. Sau khi ba người Nam Hải bay lươn đi, nhóm huyền diệu tiếp tục cưỡi phi cầm bay theo sau. Nhóm người đi tới một khu rừng núi, chính là địa điểm hẹn trước, quả nhiên đến sớm nhất. Khi họ tới, những người khác chưa xuất hiện, ba con phi cầm lớn đáp xuống vùng núi, huyền diệu kiên trì chờ đợi. Quang cảnh dần về đêm, nhân viên các tổ lục tục trở về. Đoạn vô thường dẫn người về tới trước, thấy đám hồng cái thiên đi cùng phiêu miếu các. Mọi người không biết chuyện, không biết có nên đi qua hay không. Huyền Diệu chủ động vẫy vẫy tay, ra hiệu cho đoạn vô thường tới khi người tới nơi ông ta hỏi lại gần giống như đã hỏi hồng cái thiên đoạn vô thường không chắc chắn lắm thỉnh thoảng lại nháy mắt với hồng cái thiên hồng cái thiên không dám biểu thị gì đối với huyền diệu nên đoạn vô thường chỉ dành thành thật khai báo huyền diệu đối chiếu câu trả lời của hai người phát hiện đại khái giống nhau không có vấn đề gì sau đó toàn thái phong mang người trở về cũng sững sờ trước tình huống trước mắt tiếp theo đó toàn thái phong cũng bị huyền diệu gọi tới hỏi kết quả trả lời cũng tương tự sau đó nữa là tổ bốn người phù hoa trở về người mà huyền diệu muốn tìm chính là nàng ta huyền diệu đi tìm chiều kính theo lời dặn của đinh vệ không tìm thấy chiều kính thì tìm nghiêu hữu đạo không tìm thấy nghiêu hữu đạo thì tất nhiên phải tìm một người liên quan biết rõ tình huống cho dù thế nào cũng phải có kết quả mang về nếu không việc ông ta chủ động mời người chạy tới đây sẽ không thể nào báo cáo rõ được căn cứ vào câu hỏi đã hỏi mấy người trước huyền diệu đã nắm giữ đại khái tình huống ông ta ngoắc ngón tay gọi mấy người phù hoa tới dặn hai người đi cùng. Tách người ra hỏi riêng, lập tức có ba nhân viên phiêu miếu các đi lên, tách riêng ba người côn lâm thụ ra. Bản thân phù hoa thì được huyền điệu tự mình dẫn sang bên. Đúng lúc này nhóm trầm nhất độ mang người trở về, trầm nhất độ thấy tình huống này, cảm thấy nghi ngờ. Khi thấy đám hồng cái thiên đang tập hợp tại một chỗ bèn đi sang muốn hỏi chuyện thì lại bị nhân viên phiêu miếu các cách ly, không cho trầm nhất độ hỏi chuyện những người đã được thấm vấn trước, tránh thông đồng khai báo sai trầm nhất độ đành đàng hoàng đứng sang bên chờ đợi lòng ngạc nhiên lẫn nghi ngờ không biết đã xảy ra chuyện gì lãng kinh không dẫn người về cuối cùng vừa thấy tình huống ở đây lập tức giật nảy mình tương tự nhân viên phiêu miếu các đang quan sát cũng không cho y tiếp tục với hồng cái thiên lãng kinh không đành dẫn người đi tới chỗ trầm nhất độ vừa chạm mặt đã hỏi thẩm huynh tình huống bây giờ là sao trầm nhất độ thầm nói ta cũng giống ngươi không biết gì cả lãng kinh không có phải là xảy ra chuyện gì Trầm nhất độ hơi lo lắng, người của phiêu miếu cắt tìm tới cửa, cách ly từng người ra hỏi han, chắc hẳn đã có chuyện. Lãng kinh không, chúng ta đi cùng nhau hàng ngày thì có thể có chuyện gì? Không phải là nghiêu hữu đạo và chiều kính kia chọc phải chuyện gì chứ? Trầm nhất độ, không rõ, hy vọng không phải, cho dù có việc, chắc hẳn cũng không liên quan gì đến chúng ta phải không? Chúng ta cẩn thận nghĩ lại xem gần đây có làm chuyện khác người gì không? Trường 1504, tất cả lôi nghiêu hữu đạo ra bán. Lãng kinh không nhíu mày suy tư, cẩn thận sắp xếp mọi việc từ đầu cuộc rèn luyện tới giờ. Trong cánh rừng, nghe xong hỏi đáp, huyền diệu híp mắt nhìn kỹ vị yêu tu xinh đẹp này, lạnh lùng nói. Phù hoa, người xác nhận ngày chiều kính mất tích, nghiêu hữu đạo vẫn đi cùng với ngươi. Sao có cảm giác như đang nghi ngờ nghiêu hữu đạo giết chiều kính? Phù hoa thấp thỏm, không biết chuyện gì, cho dù nghiêu hữu đạo giết chiều kính thì đã làm sao? Về lý mà nói, ân oán cá nhân không liên quan đến phiêu miếu các, họ sẽ không nhúng tay. Làm sao bây giờ phiêu miếu các lại tự mình chạy tới điều tra? Còn nữa, làm sao phiêu miếu các biết chiều kính mất tích mà tới? Có người báo tin cho phiêu miếu các, không đúng, vẫn như đã nói, dù nghiêu hiểu đạo giết chiều kính thì cũng là ân oán cá nhân, tố cáo có ý nghĩa không? Lòng thấp thỏm, tạm thời không đề cập tới, phù hoa đảm bảo. Tuyệt không nói dối, ngay chiều kính mất tích, nghiêu hiểu đạo vẫn theo chúng ta, chưa bao giờ rời khỏi. Huyền diệu, phù hoa, Ta nhắc nhở ngươi một câu, phiêu miếu các đang tra xét sự việc, lừa đối và giấu diếm không báo cáo sẽ xảy ra hậu quả gì, chắc ngươi biết. đương nhiên, có người nói các ngươi kết nghĩa tỷ đệ, ta có thể hiểu được về mặt tình cảm. Người của phiêu miếu các cũng là người, không thể không có tình người. Vì vậy, ta đồng ý cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, cho dù lúc trước có gì dám giấu diếm, coi như ta cho ngươi lấy công chuộc tội, chuyện cũ bỏ qua. Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Phù Hoa rất bất đắc dĩ, rõ ràng mình nói thật, lẽ nào mình phải nói dối mới được hay sao? Quan trọng là tình huống này khiến người ta cảm thấy không chắc chắn, nàng ta cũng không dám nói dối. Huyền quản sự, chân tướng đúng là như vậy, cùng ngày hôm đó, như hiểu đạo quả thực ở cùng với chúng ta. Ta không thể và cũng không dám nói dối ngài. Phù Hoa cung kính đáp lời, huyền diệu, nói ra là phải chịu trách nhiệm, một khi để ta tra ra là ngươi nói dối, ngươi có biết hậu quả không? phù hoa nói phù hoa nguyện dùng tính mạng đảm bảo chỉ nói thật nếu có nửa câu là dối trá ta bằng lòng chịu bất kỳ sự trừng phạt nào huyền diệu căng mặt không nói gì thêm chỉ là ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn phù hoa khiến phù hoa rất lo âu một lúc sau các nhân viên phiêu miếu các đã thẩm tra xong rồi truyền tin tức tới chứng tỏ đã hỏi xong huyền diệu mới xoay người đi gặp các nhân viên khác vừa gặp mặt huyền diệu nói tình huống ra sao lần lượt báo lại nhân viên phiêu miếu các dẫn ba người côn lâm thu đi lần lượt báo cáo lại tình huống. Nghe xong báo cáo, huyền diệu cau mày, tất cả đều có thể chứng minh là nghiêu hữu đạo đi cùng những người kia, cũng đều có thể chứng minh nghiêu hữu đạo không có thời gian gây án đối với triều kính. Lẽ nào tập thể nói láo cho nghiêu hữu đạo, nhưng từ tình huống tra hỏi mà xem, những người này không giống như đang nói láo giúp nghiêu hữu đạo, bằng không đã không nói ra cả một số tình huống có thể gây bất lợi cho nghiêu hữu đạo lẽ nào việc chiều kính mất tích thật sự không có quan hệ gì với nghiêu hữu đạo nếu thật sự là như thế sợ là không thể tiến hành cạnh miệng nghiêu hữu đạo được đạo lý rất đơn giản nếu thật sự chỉ có thái thúc sơn thành chọc phá những bí mật kia mà không còn ẩn giấu các bí mật khác vậy miến cưỡng cạnh miệng nghiêu hữu đạo nữa còn để làm gì không có bí mật lẽ nào còn có thể ép nghiêu hữu đạo tự bịa ra bí mật khác hay sao nếu thật sự bịa ra một bí mật kinh thiên nào đó một khi mà bị bên trên tra hỏi rồi vạch trần vậy thì là huyền diệu không đúng rồi gọi hồng cái thiên kia tới huyền diệu bảo hồng cái thiên được gọi mau chóng đi tới có vẻ bất an trước huyền diệu huyền diệu lạnh nhạt nói theo như phù hoa báo sở dĩ các người đi theo nghiêu hữu đạo là vì biết nghiêu hữu đạo đã biết được tình huống rèn luyện từ trước có phải không hồng cái thiên thầm cả kinh không ngờ phù hoa phun ra cả việc này như vậy chẳng khác nào bán nghiêu hữu đạo gã lại không biết là phù hoa quả thực bất đắc dĩ phù hoa cũng sợ chứ Điều quan trọng là nàng ta không biết Phiêu Miếu Các rốt cuộc muốn tra xét việc gì, không cho rằng chỉ vì nghi ngờ Nưu Hữu Đạo giết triều kính mới tự tới thẩm vấn. Nàng ta sắp xếp tất cả mọi việc một lượt, cảm thấy chỉ có khả năng là vì việc Nưu Hữu Đạo có nội tuyến tại Thánh Cảnh đã bị Phiêu Miếu Các biết, cho nên nàng ta không dám giấu giếm, thành thật khai báo. Sở dĩ thành thật khai báo cũng vì chuyện có nội tuyến chẳng liên quan gì đến nàng ta. Nàng ta và Nưu Hữu Đạo chưa thân thiết đến mức có thể bất kể mọi việc cũng dám nhảy xuống nước sôi lửa bỏng vì Nưu Hữu Đạo để tránh rước họa vào thân nàng ta chỉ có thể phủi sạch sẽ bản thân không cái thiên do dự một chút cũng khai phải bắt đầu từ lúc tin tức rèn luyện vừa truyền ra như hữu đạo đã truyền tin cho ta bảo ta chuẩn bị người đáng tin để đề cử vào danh sách rèn luyện chắc hẳn hắn đã biết mình phải vào thánh cảnh rèn luyện vì vậy ta nghi là hắn biết tin tức về chuyến rèn luyện này ta cảm thấy hắn có đảm bảo nên mới theo hắn huyền diệu không phải vì các người kết nghĩa huynh đệ hả không cái thiên đây chỉ là một phần nguyên nhân nguyên nhân thực sự là vì ta cảm thấy hắn biết tin tức thì sẽ được bảo đảm hơn cái gì mà huynh đệ kết nghĩa chỉ là trò cười huyền diệu hư lạnh nghiêng đầu nói kêu lãng kinh không đến rất nhanh lãng kinh không được gọi tới câu hỏi cũng tương tự lãng kinh không không dám giấu cũng thành thật khai báo chuyện như hữu đạo đã biết tin từ trước sau đó là đoạn vô thường rồi lại tới trầm nhất độ và toàn thái phong toàn thái phong vừa nghe câu hỏi liếc thấy phản ứng của mấy người khác trong lòng chửi mẹ một cái thì ra nghiêu hữu đạo biết tin tức rèn luyện xem ra có nội tuyến ở thánh cảnh chẳng trách la phương phỉ lại dẫn nghiêu hữu đạo ra ngoài lúc trước y không biết chuyện trong mọi người ở đây chỉ có y không biết gì cũng là người thực sự vì tình huynh đệ nên mới đi cùng nghiêu hữu đạo bởi vì thấy thái độ của nghiêu hữu đạo với huệ thanh bình y cảm thấy nghiêu hữu đạo đáng tin cậy còn trầm nhất độ lại bán nghiêu hữu đạo triệt để nhất Gã không chỉ kể ra việc nghiêu Hữu Đạo có thể biết trước, còn nói nghiêu Hữu Đạo đã vì thế mà lừa bịp hiểu nguyệt các 20 triệu kim tệ, còn nói là nghiêu Hữu Đạo từng ngấm ngầm dặn dò gã chuyện hạ sát Triều Kính. Còn dọa dẫm được 20 triệu kim tệ, Huyền Diệu vừa nghe đã giật giật lông mày, nhìn đám người chung quanh, phát hiện tên nào tên nấy nóng lòng rũ sạch quan hệ, không tên nào ngậm miệng. Đối mặt với sự uy hiếp của Phiêu Miếu Các, tất cả đều bán sạch nghiêu Hữu Đạo. Đã như thế, nếu nói là những người này tập thể giúp nghiêu hữu đạo giấu chuyện giết chiều kính thì lại không thể im lặng một lát huyền diệu đối mặt mọi người hỏi nói như thế sau khi nghiêu hữu đạo cùng các ngươi tiến vào hoang trạch tử địa thực ra phần lớn thời gian hắn không đi cùng các ngươi đa phần thời điểm hắn đều mang theo người của tử kim động một mình hành động hơn nữa từ đầu đến đuôi hắn không săn được một con yêu hồ nào có phải vậy hay không phải mọi người lục tục theo tiếng Huyền Diệu, hắn còn có thể chạm chán với các ngươi lúc nào, tại đâu nữa. Sau 5 ngày, mọi người lại thành thật khai, nhìn chằm chằm vị trí mọi người chỉ trên bản đồ trong sổ tay, Huyền Diệu nhíu mày, phát hiện nếu muốn tìm tới Ngưu Hữu Đạo quả có phần phiền phức. Có hệ thống như vậy, tìm kiếm còn dễ. Bây giờ không có ai liên hệ được với Ngưu Hữu Đạo, vùng hoang trạch tử địa này lại rộng minh mông vô bờ, đi lung tung không có mục đích chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể. Bị việc này chậm trễ, không thể quay về ngay. Sau khi suy nghĩ một lúc, Huyền Diệu quay đầu lại nói: "Truyền tin cho Đinh Tiên Sinh, báo tình hình, nói rằng ta tạm thời không về." Chương 1505, Hắc Vân cảnh báo. Hết cách rồi, triều kính sống chết không rõ, phán đoán của Đinh về cũng không biết là đúng hay là sai, tạm thời xem ra không ai có thể chứng minh việc triều kính mất tích có liên quan đến Nhiêu Hữu Đạo, nhưng lại tra ra được những chuyện khác, cái gì mà Nhiêu Hữu Đạo biết lịch luyện, ngoài ra hắn thường xuyên tách ra khỏi đoàn mà cho đến nay vẫn không săn được một con yêu hồ nào, việc này rất bất thường, lộ rõ sự kỳ lạ trong đó, đáng giá để tiếp tục tra xét đến cùng. Huồng Chi, việc chiều kính mất tích sốt cuộc có liên quan đến nghiêu hữu đạo hay không, còn phải đợi bản nhân tự mình đi tìm hắn tiến hành thẩm tra. Chỉ là bây giờ muốn tìm nghiêu hữu đạo cũng không dễ dàng gì, chỉ có thể là vừa tìm kiếm, vừa đợi đến địa điểm gặp mặt kế tiếp xem nghiêu hữu đạo có xuất hiện hay không. Rõ, thủ hạ lĩnh mệnh thi hành sau khi nhóm lửa từ trạng vạng tối làm đi lại lại đến bây giờ thì trời cũng đã tối hẳn rồi. Có người của phiêu miếu các ở đấy, đêm nay người lịch luyện bên này không dám ho he gì, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Bình minh ngày kế tiếp, mấy người phù hoa cũng không biết có nên tiếp tục đi săn yêu hồ hay không, ngược lại là huyền diệu thúc giục bọn họ tiếp tục, không bởi vì chuyện thẩm tra lần này mà chậm chế việc tỉ thí lịch luyện, nhưng cũng là lời cảnh báo bọn họ, không được tiết lộ chuyện tra hỏi này ra ngoài, một khi phát hiện sẽ nghiệm trị không tha. Nhóm người phù hoa vâng vâng giả giả lĩnh mệnh rời đi, huyền diệu biết rõ địa điểm hôm nay bọn họ gặp mặt, sau đó lại dẫn người tiếp tục tìm kiếm tung tích như hữu đạo, không thể tìm được bọn họ, việc truy tìm sẽ không dừng lại. Trong đầm lầy bay lượn một hồi, sau khi thấy được chỗ đặt chân thích hợp, đột nhiên nhóm người phù hoa dừng lại, là côn lâm thụ yêu cầu dừng lại. Làm sao vậy? Sau khi dừng lại, phù hoa hỏi, côn lâm thụ tốt nhất vẫn là chia nhau ra tìm kiếm đi, ta đi hướng khác tìm xem, đến đúng thời gian ta sẽ chạy tới địa điểm hẹn gặp các ngươi. Ánh mắt phù hoa lóe lên, nàng đã sớm phát hiện ra dáng vẻ nỗi lòng ngổn ngang trăm mối của, nàng hỏi, ngươi có phải là muốn mật báo cho Ngưu Hữu Đạo đúng không? Côn Lâm Thụ không thừa nhận hay phản bác, chẳng nói câu nào, trải qua việc thẩm tra ngày hôm qua, tận mắt thấy một số chuyện, y cũng không ngu ngốc, tất nhiên biết những người này sẽ bán đứng Ngưu Hữu Đạo. Còn y thì không, đương nhiên, chuyện y biết cũng không nhiều, không biết bất kỳ việc cơ mật nào của Ngưu Hữu Đạo, bao gồm cả những người khác cái gì mà biết rõ tin tức bên trong thánh cảnh có nội gián, đương nhiên cũng chẳng có gì để phản bội cả. Không ai nguyện ý làm người hầu, nhất là đối với những người tâm cao khí ngạo như y, cho nên cảm giác của y đối với hắn rất là phức tạp, nhưng y cũng không hy vọng nhìn thấy như hữu đạo bị bán đứng như vậy. Thực chất bên trong người có ngạo khí cũng không mong muốn làm phản đồ, phản bội thiên hỏa giáo đã bị bức ép đến mức kia, bây giờ tốt xấu gì y cũng là người của Ngưu hữu đạo. Còn một điểm nữa là cho đến nay, dù là y bị buộc rời khỏi thiên hỏa giáo, cũng chưa từng làm ra loại chuyện phụ bạc với thiên hỏa giáo. Lui một nghìn bước mà nói, sư muội cũng là thê tử của mình còn đang ở tử kim động, y không biết là phiêu miếu các thẩm tra nhằm vào nghiêu hữu đạo nghiêm trọng đến mức nào, cũng không biết sau khi chuyện xảy ra có liên lụy đến hỏa phượng hoàng hay không. Thật sự là y muốn tìm nghiêu hữu đạo để bí mật thông báo, muốn nói cho nghiêu hữu đạo biết rằng người đã bị bán đứng, phiêu miếu các đang điều tra ngươi. Phù hoa, người có trách chúng ta bán đứng nghiêu hữu đạo không? Côn lâm thụ vẫn không lên tiếng, gió thổi tóc rối, phù hoa đưa tay vén sợi tóc rủ xuống trước mặt ra sau tai, ánh mắt xa xăm nói, nếu như người nghĩ như vậy, cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng người biết mà, chúng ta cũng không còn cách nào khác, thậm chí chúng ta không biết rõ phiêu miếu các đang tra xét cái gì, hoặc nói là bọn họ biết bao nhiêu. Phiêu miếu các không tìm đến chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ âm thầm giúp đỡ, chỉ khi nào tìm được chúng ta, chúng ta sẽ không dám giấu giếm côn lâm thụ lên tiếng hiện tại ta mới hiểu được thì ra là các ngươi theo đạo gia là bởi vì biết chuyện hắn lịch luyện do đó có thể đạt được lợi ích lúc có chỗ tốt thì đi theo phiền phức thì lập tức phản bội ánh mắt của phù hoa trở lại trên mặt y người nói như vậy ta không phủ nhận nhưng đó cũng không là toàn bộ lý do mà chúng ta đi theo hắn cách đối nhân xử thế của hắn cũng khiến người khác tin phục là người biết gánh vác có tình có nghĩa đi theo hắn quả thật rất là yên tâm ta là yêu tu, ta cũng thừa nhận mình cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Côn lâm thụ à, có rất nhiều chuyện không thể xử trí theo cảm tính, người phải hiểu một điều rằng. Có một số việc nhất định phải suy nghĩ hơn thiệt. Phiêu miếu các đã công khai tra xét nhiều hữu đạo, chúng ta không biết là vì cái gì, nhưng có thể đuổi theo tới hoang trạch tử địa thì tất nhiên là có mục đích rõ ràng. Vấn đề mấu chốt chính là bản thân nghiêu hữu đạo, hắn có thể hóa giải thì sẽ không có việc gì, nếu như không thể hóa giải, chúng ta không bán đứng hắn hắn cũng sẽ xảy ra chuyện thôi mọi người giúp hắn che giấu sau đó cùng hắn nói ra toàn bộ sự tình sao dối bỏ mọi liên quan đến mình chỉ ít có thể giữ được một bên không cần phải tất cả mọi người đều gặp khó khăn người nói thử xem có đúng hay không côn lâm thụ người không cảm thấy mình đang nói xạo hay sao phù hoa người cho rằng là nói xạo thì cứ coi như là vậy đi cũng chẳng quan trọng phản bội hắn tất nhiên là không đúng nếu như đã phản bội hắn đã có lỗi với hắn ta không hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa với hắn, việc này chẳng liên quan gì đến ngươi, người đừng nhúng tay vào. Côn lâm thụ, chuyện ta ra hay không cũng chẳng nhóc ngươi hao tâm tổn trí. Phù hoa, đầm lầy này rộng lớn, một mình người đi tìm chỗ nào. Người phiêu miếu các trên không tuần tra khắp nơi cũng không tìm được hắn, ngươi không có bất kỳ manh mối nào dù là nhỏ nhất thì có thể tìm ra được sao. Không nên tốn công tốn sức làm gì, nếu ngươi vẫn một mực khăng khăng đi tìm thì cũng không sao, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, Huyền Diệu đã nói, người để lộ tin tức sẽ bị nghiêm trị. Sau khi trở lại gặp Huyền Diệu, chúng ta cũng sẽ không bao che cho người đâu. Chuyện bao che một khi bị cha ra, chúng ta sẽ bị ngươi làm liên lụy, cho nên nếu ngươi dám rời đi, ta nhất định sẽ nói cho Huyền Diệu biết. Ngươi, Côn Lâm thụ giận tín mặt, hai tay nắm thành quyền. Phù Hoa, làm sao? Phiêu miếu các đã tham gia vào việc này của chúng ta, ngươi còn nghĩ tới chuyện giết người diệt khẩu phải không? Lúc trở về ngươi sẽ khai báo như thế nào đây? khai báo không rõ ràng, hay tránh né hay là giấu đây. Người có thể tránh, người nhà người tránh kiểu gì, hình như người còn có một vị phu nhân nhỉ, tính táo chút đi, không được xử trí theo cảm tính, với tình huống trước mắt này, người gần như không thể nào gặp được như hữu đạo, vì một chuyện không thể nào làm được mà hại mình, còn liên lụy đến chúng ta, hoàn toàn không nên. Bị ngăn cản, côn lâm thụ không thể rời đi, lúc trạng vạng tối lại theo nhóm người phù hoa tới địa điểm ước định gặp mặt với những người khác mấy người huyền diệu đi tìm kiếm cũng trở về cùng một đám người ngủ qua đêm trong rừng núi khiến đám người này khó mà thả lỏng được đào mắt đã qua hai ngày tình hình vẫn như vậy ban ngày mọi người chia nhau đi tìm mục tiêu của mình ban đêm lại tụ tập cùng một chỗ như hữu đạo cũng như vậy nghỉ qua đêm ở trong rừng núi nhưng lại không có nhóm người nào chỉ có một mình hắn gần đây hắn vẫn luôn một mình đi khắp hoang trạch tử điện này có một mình nên ngay cả nhóm lửa cũng lười một mình ẩn thân bên trong nơi hẻo lánh của rừng núi chương 1506, thành thật khai báo một Không có người tin cậy để làm hộ pháp, nên cũng không thể tính tâm tu luyện, càng không thể ngủ say, luôn luôn phải dựa vào bản thân mình cảnh giác xung quanh. Ngồi dưới đất, tựa lưng vào tảng đá, hòa mình và đắm chìm vào màn đêm, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao qua khe hở giữ những tán cây, xung quanh yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng công trùng kêu. Bỗng một loạt tiếng sột soạt ma sát vang lên, khiến hắn nâng cao sự cảnh giác, ánh mắt đề phòng nhìn chỗ phát ra tiếng động, mở pháp nhãn ra, bàn tay đã nắm chặt chuôi kiếm. Sự phòng bị được nâng cao dần dần hạ xuống, chỉ thấy một con yêu hồ màu đen từ trong bụi cỏ chạy ra, lúc đến gần thì hóa thành hình người đi tới, chính là hắc vân tộc trưởng hồ tộc. Nghiêu hữu đạo chống kiếm lên mặt đất hơi mượn lực đứng lên, một tay chống kiếm, sao ngươi lại tới đây? Hắc vân, phát hiện ra một số chuyện, nghiêu hữu đạo, đúng ra là nếu có chuyện gì thì truyền tin tức là được, ngươi và ta không nên gặp mặt nhau nhiều, một khi để người khác phát hiện, sẽ rất phiền phức. Hắc Vân, người yên tâm, xung quanh ta đều đã sắp xếp nhãn tuyến, có ai tới gần đều có thể phát hiện ra được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, về sau phải tận lực đề phòng. Nghiêu Hữu đạo không thể không nhắc nhở, nhưng mà người cũng đã tới, nói nhiều cũng vô ích, rồi hỏi chuyện như thế nào. Hắc Vân, người đi cùng người kia có chút chuyện, bọn họ ở cùng với người phiêu miếu các, không biết là có ý gì. Ở cùng nhau, Nghiêu Hữu đạo nhướng mày, nói tình hình cụ thể một chút xem, không giống như là mấy người phiêu miếu các tham gia tỉ thí, có ba con phi cầm cỡ lớn. Hắc phân cho hồ tộc đi do thám nghe được toàn bộ chuyện bắt đầu kỹ càng kể lại lần lượt, như hiếu đạo hỏi kỹ các chi tiết, Hắc Vân thì biết gì trả lời nấy, cuối cùng cho biết nhãn tuyến của người trong tộc không thể tiếp cận, không biết bọn họ đang làm gì. Như hiểu đạo trầm ngâm nói, chắc là người tỉ thí bên ngoài. Hai tay từ từ chống kiếm, im lặng suy nghĩ, không biết người phiêu miếu các và bọn họ ở cùng nhau là như thế nào, nhưng việc này khiến hắn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn hắc vân có phải là phát hiện ra cái gì hay không như hữu đạo người phiêu miếu các và bọn họ ở cùng nhau nếu không phát hiện ra cái gì mới là lạ trước đó ta để lại quá nhiều sơ hở căn bản không chịu thăm hỏi chí ít phần lớn thời gian ta không đi cùng với bọn họ là không thể chối cái được rồi hắc vân có chút lo lắng vậy làm sao bây giờ nếu có nguy hiểm có lẽ ngươi không nên trở về như hữu đạo lắc đầu nếu không quay về Tất cả những cố gắng trước đó của ta đều uổng phí, tất cả kế hoạch của ta sẽ bị một mồi lửa thiêu rụi sạch mất. Hắc Vân, nhưng nếu người cứ như thế mà trở về sẽ rất nguy hiểm. Nưu Hữu Đạo, người yên tâm, đối với tất cả nguy hiểm ta đều có sự suy xét, cân nhắc cẩn thận, bố cục trước đó chính là hóa giải sơ hở đã để lại. Mà những người kia cũng không biết bí mật của ta là gì. Hiện tại, ta lo lắng chính là hai người bên cạnh ta kia, tình hình của hai người bọn họ hiện nay như thế nào rồi? Hắc Vân, hao người bọn họ không có gì dị thường, cũng không tiếp xúc với người phiêu miếu các, vẫn còn đang theo sự sắp xếp của người tiếp tục tiến về phía trước. Nghiêu Hữu đạo gật đầu, ta phải đi, không ở lại đây lâu, ta nhất định phải đuổi người phiêu miếu các đã tìm ra bọn người phù hoa trước khi bọn họ tìm ra hai người kia, cáo từ. Dứt lời lập tức rời đi, thấy hắn sốt ruột như thế, Hắc Vân giơ tay cản hắn lại, thật sự rất là nguy hiểm, cũng đừng có ôm ấp hy vọng may mắn nghiêu hữu đạo mỉm cười ta sẽ không mù quáng làm những chuyện không chắc chắn tại sao ta lại muốn tìm các ngươi trong hoang trác tử địa này tìm được các ngươi trước mắt sau này ta sẽ không có nỗi lo gì chỉ cần còn ở trong hoang trạch tử địa chỉ cần hồ tộc không bán đứng ta cho dù là đã xảy ra chuyện gì ta đều có thể thoát thân được tộc trưởng lầm này nếu thật sự là hỏng chuyện phiêu miếu các bên kia ta chắc là không thể trở về được muốn rời khỏi thánh cảnh cũng khó chỉ là thỉnh cầu hồ tộc các ngươi thu nhận ta trong một khoảng thời gian, đến lúc đó cũng đừng chê ta phiền là được rồi. Quả thực là hắn thành thực thừa nhận, căn bản cũng không có ý định giấu giếm. Từ lúc hắn vận dụng người của ngũ lương sơn hành động, hắn đã dự tính được chuyện phiêu miếu các sẽ biết chuyện. Lần này chứng minh là hắn không có cơ hội nói láo, để làm nền cho việc ứng đối, chứng minh hắn sẽ thành thật khai báo cho người của phiêu miếu các. Như hắn đã đoán, từ lúc La Phương phỉ mang hắn ra khỏi thánh cảnh, Hắn sẽ rước phiền toái lớn vì người phụ nữ kia. Hành vi của La Phương Phỉ nhất định sẽ khiến Phiêu Miếu các quan tâm cao độ đối với hắn, cũng thúc đẩy hắn phải tăng tốc hành động. Đối với câu trả lời này, Huyền Diệu coi như thỏa mãn, tương xứng với tin tức mà Phiêu Miếu các đã vận dụng cơ sở ngầm tìm kiếm. Kẻ này cũng coi như thành thực, Huyền Diệu bình tĩnh nói, "Phiêu Miếu các không hứng thú với ân oán cá nhân của các ngươi. Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi phải giết Triều Thắng Hoài?" nghiêu hữu đạo lúc trước khi hai nước yến và tống giao chiến vạn thú môn thực sự đã nhúng tay vào cuộc tạo tổn thất rất lớn cho quân yến sau đó ta tìm tới triều kính triều kính đã âm thầm ra tay giúp đỡ ta cho nên quân tống mới bại trận vạn thú môn đã chứng tỏ năng lực quyết định chiến cuộc của họ ta không hy vọng sẽ làm vạn thú môn tức giận một khi vạn thú môn tham gia sau đó ta sẽ gặp bất lợi huyền diệu đây chính là nguyên nhân người muốn giết triều thắng hoài vì sao không làm sớm mà phải đợi tới đúng lúc này như hữu đạo sở dĩ ra tay vào lúc này là vì có nguyên nhân khác thúc đẩy ta ta có liên hệ qua lại ngầm với triều kính bao gồm việc tới thánh cảnh tiên sinh ninh vệ bắt trưởng lão các phái viết ra tội trạng khiến triều kính mất phương hướng triều kính vẫn cho rằng ta có tay trong tại thánh cảnh nên hy vọng ta vận dụng tay trong hỗ trợ ông ta thuận lợi qua ải ông ta lại còn lấy chuyện này ra để chèn ép ta khi đó ta đã động tâm diệt khẩu ông ta ta vừa rời khỏi thánh cảnh là đã tiện tay bố trí việc giết triều thắng hoài huyền diệu giết triều thắng hoài và cả triều kính chỉ giết một thì có ý nghĩa không nghiêu hữu đạo triều kính vừa uy hiếp ta ta lập tức tìm trường lão hiểu nguyệt các là trầm nhất độ ta bảo y tìm cơ hội giải quyết triều kính ta không ngờ là mình vừa rời thánh cảnh xong đã bị dẫn về càng không ngờ thái thúc sơn thành đã biết bí mật giữa ta và triều kính thái thúc sơn thành công khai sự việc vì vậy ta cũng không còn cần phải giết triều kính nữa vừa bị vạch trần nếu ta lại giết triều kính chẳng phải ta sẽ nhận chắc cái danh diệt khẩu sao sau đó trầm nhất độ hỏi ta có nên xuống tay với triều kính không ta đã ngăn cản y huyền diệu hờ hững nói tại sao triều kính cho rằng ngươi có tay trong tại thánh cảnh nghiêu hữu đạo than thở nói huyền quản sự việc này nói rất dài dòng ta cũng có nỗi khổ không nói được huyền diệu vậy thì từ từ nói ta có nhiều thời gian nghiêu hữu đạo là thế này tin tức rèn luyện thánh cảnh vừa truyền ra ta đã tìm tới các trưởng môn tử kim động dặn họ không để tên ta vào danh sách rèn luyện. Tử Kim Động đã bảo đảm với ta sẽ không đề cử trưởng lão vào số đó. Nhưng quan hệ giữa ta và Tử Kim Động cũng không được vui vẻ. Thậm chí không chỉ không vui mà còn nhiều lần ta bị Tử Kim Động chèn ép. Nói thật, ta không quá tin tưởng đối với Tử Kim Động. Còn một nguyên nhân khác chính là chuyện bí cảnh Thiên Đô. Từ trước tới nay, bí cảnh Thiên Đô chưa bao giờ có liên quan tới tán tu ta chuẩn bị đứng ngoài xem trò vui, ai ngờ lại kéo cả tán tu vào tham gia, còn lôi ta vào bí cảnh thiên đô, khiến ta suýt chút nữa mất mạng. chương 1507, thành thật khai báo hai Chuyện không thể nào như vậy mà cũng trở thành có thể, quả thực là ta bị dọa rồi. Lại thêm tử kim động không đáng tin, đổi là người nào khác cũng phải phòng ngừa chu đáo để chuẩn bị trước. Huyền quản sự, nếu đổi lại là ngài rơi vào tình huống như vậy, ngài có thể bỏ qua chuẩn bị không? Nghe hắn kể rõ nguyên do, huyền diệu suy bụng ta ra bụng người, quả thực nếu là ông ta thì cũng phải chuẩn bị sớm, nhưng ngoài miệng thì nói. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, ngươi nói ngươi đi. Nhiều hữu đạo không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Tin tức rèn luyện thánh cảnh vừa ra, để phòng ngừa bất chắc, ta liên hệ với tất cả những người và thế lực có kết giao với ta mà lại có tiếng nói. Ta dặn họ đề cử đệ tử đáng tin cậy vào danh sách rèn luyện thánh cảnh mục đích của ta chính là để phòng ngừa chuyện không may mà thôi để không đến nỗi không có nhân lực hỗ trợ quả thực đây là nguyên nhân mà ta liên hệ với họ nhưng sau đó danh sách thánh cảnh vừa ban bố tên của ta quả nhiên nằm trong danh sách rèn luyện điều càng làm ta bất ngờ hơn là hầu hết những người mà ta ngầm liên hệ đều lên danh sách lần này thì phiền phức rồi khắp nơi dồn dập liên hệ tới hỏi ta có phải là biết trước tin rèn luyện hay không ta có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi mặc kệ ta giải thích thế nào họ đều không tin họ đều cho rằng ta biết trước nên đã dồn dập yêu cầu ta chăm sóc huyền quản sự bọn họ bao gồm cả triều kính đều hiểu lầm ban đầu đúng là ta chỉ dự phòng trước không ngờ thật sự lên danh sách rèn luyện ta càng không ngờ là họ đều có thể lên danh sách nhưng mặc kệ ta giải thích thế nào cũng vô dụng họ nhận định chắc là ta có tin trước đối với cái vấn đề này thực ra dù nghiêu hữu đạo không giải thích huyền diệu cũng đã ngờ ngợ trong lòng Người bên ngoài không biết quá trình lập danh sách rèn luyện, nhưng ông ta biết rõ. Danh sách vốn không có vấn đề gì, là La Phương Phỉ đột nhiên nhúng tay vào, cưỡng ép sửa lại danh sách đề cử của Tử Kim Động, kiên quyết kéo Ngưu Hữu Đạo vào. Ban đầu, người của chín đại thánh còn tưởng là ý của La Thu. Dù sao sau khi La Phương Phỉ làm như vậy, La Thu cũng không biểu đạt ý gì. Các thánh địa cân nhắc một phen, cảm thấy La Thu làm vậy cũng có đạo lý, để cấp bậc người rèn luyện tăng cao một chút cũng không xấu cho nên lập tức truyền lời cho phiêu miếu các phiêu miếu các chấp hành theo ý của la thu sau đó mới có chuyện danh sách do các phái báo lên toàn diện thay đổi các thánh tôn không cần phải chỉ định từng trưởng lão của từng phái ra tham gia nếu mà phải như vậy thiên hạ vô số sự việc các thánh tôn cũng chẳng giúp nổi bằng không phiêu miếu các tồn tại để làm gì các thánh tôn chỉ cần đưa ra quyết sách còn sự việc cụ thể thì ném cho phiêu miếu các chấp hành người thi hành chính là chủ sự trực ban đinh vệ của phiêu miếu các Huyền Diệu ở bên cạnh hiệp trợ việc tuyển người, tất nhiên biết rõ quá trình trong đó. Trừ La Phương Phỉ chỉ định Ngưu Hữu Đạo ra, trưởng lão các phái khác đều do đinh vệ tự mình xác định. Ngưu Hữu Đạo không thể chi phối danh sát, cũng không thể biết trước tin tức, đâu ra tay trong tại thánh cảnh hỗ trợ hắn. Tận đến sau khi La Phương Phỉ đá Ngưu Hữu Đạo ra khỏi thánh cảnh, khắp nơi mới nhận ra vấn đề. La Thu sẽ không lật lọng giở trò đùa như vậy, sau đó các thánh địa dồn dập tìm La Thu muốn giải thích. Hỏi rồi mới biết, từ đầu La Thu không biểu đạt ý gì là vì La Phương Phỉ là con gái của ông ta. Con gái của mình thay đổi một cái tên trong danh sách cũng không phải việc lớn gì đối với ông ta, đổi thì đổi đi. Nói cách khác, một cái tên trong danh sách mà thôi. La Thu không đến nỗi vì một nhân vật còn con mà làm mất mặt con gái, làm con gái lung túng. Chỉ là không ngờ sau đó La Phương Phỉ còn dám nháo loạn khắp nơi, còn tự tiện dẫn nhiều hữu đạo ra khỏi thánh cảnh. La Thu nhất định phải cho mọi người một câu trả kết quả là La Phương Phỉ bị cấm cửa, xem như trừng phạt. Tuy rằng không ít người cho rằng xử phạt như vậy là quá nhẹ, nhưng có ai có thể làm gì đối với con gái của La Thu chỉ vì chút chuyện như thế. Nhưng cũng chính vì La Phương Phỉ nhiều lần nhắm vào nghiêu hữu đạo như thế nên khắp nơi bắt đầu chú ý tới. Họ nghi ngờ La Phương Phỉ có phải có quan hệ đặc biệt gì đó với nghiêu hữu đạo hay không. Chỉ ít, Huyền Diệu ở cạnh Đinh Vệ có biết, ít nhất có Đinh Vệ đang theo dõi sát sao. Nói chung, danh sách trưởng lão các phái không tồn tại vấn đề như hữu đạo có thể chi phối. Tuy nhiên, đám phù hoa đã nói như vậy thì huyền diệu vẫn muốn biết sự tình ra sao, không thể vô duyên vô cớ đều cho rằng như hữu đạo có tay trong tại thánh cảnh chứ. Bây giờ ông ta nghe như hữu đạo giải thích, biết rõ như hữu đạo vì lo lắng mới thành sự việc, lòng nghi hoặc được cởi mở. Hóa ra là như vậy, đã nói mà, như hữu đạo sao có thể biết trước chuyện danh sách. Dù vậy, trong sự kiện này vẫn có điểm đáng ngờ. Huyền Diệu nghiêng đầu gọi, bảo trầm nhất độ tới đây. Vâng, người dưới nhận lệnh gọi trầm nhất độ tới. Người của các phái canh giữ bên đống lửa đều yên lặng theo dõi, không biết kết quả ra sao. Trầm nhất độ đi tới chào, có phần tránh né ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo. Nói là y trột giả cũng không quá đáng, vì biết chuyện y bán đứng Ngưu Hữu Đạo có thể bị vạch trần. Huyền Diệu, Trầm Nhất Độ, Ngưu Hữu Đạo dùng tin tức rèn luyện lừa bịp hiểu nguyệt các các ngươi 20 triệu kim tệ, có phải điều này do ngươi nói? Ngưu Hữu Đạo vừa nghe thấy lập tức mặt đen xì, lên tiếng chất vấn trầm nhất độ ngươi có ý gì huyền diệu liếc mắt không để ngươi nói chuyện nghiêu hữu đạo đành im miệng mắt nhìn chòng chọc trầm nhất độ trầm nhất độ không nhìn nghiêu hữu đạo chỉ chắp tay với huyền diệu nói đúng là ta nói y không thể phủ nhận cũng không dám phủ nhận huyền diệu lại nhìn nghiêu hữu đạo ngươi đã không biết tin tức gì dựa vào đâu mà dám lừa tiền của người ta bây giờ tới lượt ngươi giải thích nghiêu hữu đạo chỉ thẳng vào mũi trầm nhất độ họ trầm đừng ngậm máu phun người ta lừa hiểu nguyệt các các ngươi 20 triệu kim tệ từ bao giờ. Bị người chỉ vào mũi, không có cách nào né tránh nữa, trầm nhất độ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, phản bác. Người lừa tiền hiểu nguyệt các chúng ta chẳng phải mới một hai lần. Ta chính tay nghe các chủ nói, vì ngươi có tin tức, để ngươi chăm sóc người rèn luyện của hiểu nguyệt các chúng ta lần này, cho nên bị ngươi lấy mất 20 triệu. Các chủ chúng ta sao có thể nói vớ vẩn trong chuyện như vậy? Cái từ lại bị này không phải không có nguyên nhân chứng tỏ y cũng biết trước kia nghiêu hữu đạo từng dạo dẫm tiền tài từ hiểu nguyệt các trước kia. Biết cũng bình thường, hiểu nguyệt các là một tổ chức, tiền tài không thể hoàn toàn do Ngọc Thương quyết định thích xài thế nào thì thế đó. Món tiền nhỏ thì thôi, nhưng hở tí là lấy ra hàng triệu kim tệ thì món tiền lớn rồi. Dùng như thế nào, Ngọc Thương nhất định phải giải thích với nhân viên chủ yếu của hiểu nguyệt các một câu. Hai lần trước quả đúng là nghiêu hữu đạo lừa bịp hiểu nguyệt các. Việc này trong các nhân viên chủ yếu của Hiểu Nguyệt Các có bao gồm cả trầm nhất độ đều biết được. Như Hữu Đạo lập tức nói với Huyền Diệu, Huyền Quản sự, không sai, Ngọc Thương thực sự đã đưa ta 20 triệu, nhưng tiền này không phải lừa bịp. Ta không muốn nhận, nhưng Ngọc Thương đã ép ta nhận. Ha ha, Huyền Diệu cười gần, vô duyên vô cớ, tiền tài lớn như thế còn phải ép người nhận. Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, làm sao ta không đụng tới. Cũng không phải vô duyên vô cớ, có lẽ là vì sự việc ở nơi đó. Ngưu Hữu Đạo kể lại đại khái chuyện Ngọc Thương ép hắn nhận tiền, sau đó chắp tay nói. Huyền quản sự, tiền này đầu tiên ta cũng không muốn nhận, nhưng Ngọc Thương cứ ép ta nhận lấy. chương 1508, kiếm chỉ huyền diệu. Thứ hai là không có gì lừa bịp, là ta và Ngọc Thương đã bàn bạc rất kỹ. Hàng năm, ông ta phải phân cho ta 10 triệu tiền lời từ bí phương rượu. Ông ta cứ nhất định muốn dự chi sớm cho ta 2 năm. Còn nữa, bất cứ lúc nào phiêu miếu các cũng có thể tìm Ngọc Thương để xác nhận. Ngọc Thương sẽ không dám lừa gạt. Trầm nhất độ há hốc mồm, nghe nhiều hiếu đạo nói vậy, dường như chân tướng sự việc quả thực có khả năng là như vậy. Huyền Diệu nhìn về phía gã, nhiều hiếu đạo đã giải thích như vậy, người còn gì muốn nói không? Trầm nhất độ cuốn quyết giải thích, ta không biết về những việc mà hắn nói. Lúc đó ta chỉ nghe rằng các chủ Ngọc Thương đã đưa cho hắn 20 triệu kim tệ, ta cho rằng hắn dọa dẫm được. Ta tuyệt đối không lừa dối huyền quản sự, hiện giờ gã rất lo lắng sẽ bị xử lý, thật sự hối hận vì đã quá lắm mồm, nói nhiều thì sai nhiều. Nhưng dù sao tình huống khi đó quả thực bất đắc dĩ. Lúc đó gã bị huyền diệu thẩm vấn, để rũ sạch quan hệ, chứng minh mình nói thật, gã lấy việc này ra để làm bằng chứng. Gã chỉ không ngờ là sẽ vác đá tự đập chân mình. Như hữu đạo quát mắng, người không biết rõ tình huống lại dám dội nước bẩn lên đầu ta. Sau khi ngươi về hãy thay ta nói cho Ngọc Thương, ta không chịu vu hải uất ức như vậy. Hoặc là ông ta thẳng thắn lấy ra 20 triệu cho ta, việc này ta nhận. Bằng không lão tử đây sẽ không giảng hòa đâu, đợi ta rời khỏi đây, ta nhất định tới hiểu nguyệt các các người tính toán món nợ này. Còn muốn 20 triệu nữa, huyền diệu lườm sang, lại phát hiện tên kia đang dọa dẫm trước mặt mình. Ông ta lại không biết rằng nhiều hữu đạo đang nhân cơ hội này làm cho những người khác xem. Trầm nhất độ không có gì để nói, người bên đống lửa dõi mắt nhìn theo tình huống bên kia. Thấy tình hình lúc này, mọi người nhìn nhau khó hiểu không ai biết tình trạng ra làm sao chỉ thấy nghiêu hữu đạo đứng trước mặt huyền diệu đang trừng mắt dường như quát mắng trầm nhất độ trầm nhất độ dường như bị mắng đến độ cúi gằm mặt không dám lên tiếng tình huống thế là sao huyền diệu suy nghĩ chắc nghiêu hữu đạo không nói láo bằng không cứ như nghiêu hữu đạo nói bất cứ lúc nào phiêu miếu các cũng có thể tìm ngọc thương xác định ông ta phất tay ra hiệu cho trầm nhất độ không còn chuyện của ngươi ngươi đi về trước đi ông ta không vì trầm nhất độ nói sai mà định làm gì nếu là lúc bình thường có lẽ ông ta sẽ nhân cơ hội này thể hiện uy phong trước trầm nhất độ nhưng lần này là chuyến rèn luyện tuân theo lệnh thánh tôn không đến tình huống cần thiết phiêu miếu các sẽ không tùy tiện quấy dày quá trình rèn luyện sau khi trầm nhất độ rời đi huyền diệu ngạc nhiên hỏi bí phương rượu ngươi có thể tự kiếm tiền sao phải đưa cho ngọc thương nghiêu hữu đạo thu tầm mắt khỏi trầm nhất độ than thở không dối gạt quản sự tử kim động cũng nhìn chằm chằm vào bí phương rượu muốn chiếm đoạt làm của riêng ta thực sự không tiện tiếp tục sản xuất buôn bán nên đẩy cho Ngọc Thương. Ngọc Thương phân lợi ích cho ta, ít ra ta cũng có tiền thu vào. Nếu ta đưa cho tử kim động thì sẽ chẳng còn chuyện gì của ta, tổn thất quá to lớn. Huyền Diệu hư lạnh, có thể hiểu được những chuyện tranh đấu vì lợi ích trong các môn phái. Ông ta có vẻ hờ hững hỏi, nghe nói ngươi đã dâng bí phương rượu cho toa như lai. Vâng, Nhiêu Hữu Đạo thừa nhận, chắp tay nói, nếu huyền quản sự không chê, ta nguyện hai tay dâng bí phương. Đừng, huyền diệu lập tức giơ tay cản ta không thu nổi đồ của ngươi cũng không dám thu ngươi tự giữ đi lời này tuyệt đối không ngoa theo lý thuyết chỉ một bí phương rượu thôi toa như lai thu rồi cũng không phải vấn đề gì thế nhưng vấn đề là chuyện mà la phương phỉ sau đó đã gây ra bởi vì chuyện la phương phỉ có lẽ toa như lai đã bị bí phương nấu rượu kia làm cho nghẹn một bụng tức khó tránh làm người ta liên tưởng may thay sau khi toa như lai đạt được bí phương rượu cũng không hề có gì gọi là cảm kích trong bí cảnh thiên đô ông ta vẫn dồn ngưu hữu đạo vào chỗ chết bằng không sợ rằng toa như lai cũng không thể giải thích rõ vì toa như lai là đệ tử thân truyền của la thu lại là con rể cho nên mới không sao nếu là người bình thường mà gặp phải sự việc này cho dù không chết thì có khi cũng bị lột mất một lớp da thử hỏi vào giờ phút này huyền diệu có dám nhận đồ của ngưu hữu đạo ông ta vâng lệnh đinh vệ tới tra hỏi ngưu hữu đạo lại còn nhận quà của hắn nếu làm vậy thật kết quả tra ra được liệu có đáng tin. Sau đó nếu đinh vệ lại biết được, ông ta có quả ngon để ăn mới là lạ. Có đánh chết, ông ta cũng không dám nhận cái gì. Nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Sau khi hiếu kỳ qua đi, trở lại chuyện chính, huyền diệu lần lượt gọi từng người bên kia lại, xác nhận một chuyện. Ông ta muốn xác nhận rằng sau khi họ cho rằng Nhiêu Hiếu Đạo có tin tức, lại tìm tới Nhiêu Hiếu Đạo, Nhiêu Hiếu Đạo có từng thừa nhận mình biết trước tin tức hay không. Đối với chuyện này, mọi người đều biểu thị rằng như hữu đạo quả thực luôn cực lực phủ nhận. Có nội tuyến trong thánh cảnh, nói đùa, việc này dù có bị đánh chết, như hữu đạo cũng quyết không thừa nhận. Giống như khi Ngọc Thương nhất định phải ném tiền cho hắn, hắn sống chết cũng không thừa nhận. Hắn không thể thừa nhận bừa chuyện như vậy, đã như thế, huyền diệu xác nhận, từ đầu tới đuôi đều là do những người này tự cho rằng như hữu đạo có tay trong. Kết hợp với việc huyền diệu biết quá trình tạo ra danh sách rèn luyện, cơ bản ông ta đã xác nhận quả thực Nghiêu Hữu Đạo bị mọi người hiểu lầm. Chuyện này xem như đã được điều tra rõ, Nghiêu Hữu Đạo không nói láo. Nhưng về việc Triều kính mất tích, cho dù đám phù hoa dùng mạng bảo đảm, nhưng Nghiêu Hữu Đạo vẫn bị hiểm nghi. Thực sự là vì chiều kính mất tích quá khéo, việc này có phần vượt ra ngoài công việc mà Đinh Vệ đã dặn huyền diệu. Vốn ông ta dự định, một khi phát hiện chiều kính mất tích, ông ta sẽ không chừa thủ đoạn nào cậy miệng Nghiêu Hữu Đạo. Ai mà ngờ, Nghiêu Hữu Đạo lại có không có mặt để chứng minh, thêm đám phù hoa có thể làm chứng, đều có thể chứng minh như hữu đạo không liên quan đến chuyện chiều kính mất tích. Trước khi chân tướng sự việc chưa được xác nhận, ông ta cũng không tiện làm quá lên. Có người làm chứng lại còn làm sằng tức là thành vụ oan giá họa. Như hữu đạo vì tự vệ tất nhiên sẽ cắn ngược lại. Trừ khi huyền diệu cũng diệt khẩu, phải bịt miệng toàn bộ đám phù hoa ở đây, mà lại không được cho người ta phát hiện, nếu không sẽ bị nghi là cố ý đảo loạn sắp xếp rèn luyện của Thánh Tôn. Hiện giờ huyền diệu còn cần một số bằng chứng sau khi đẩy đi những người được gọi tới hỏi, ông ta lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Nghe nói từ đầu chuyến rèn luyện tới nay, người chưa từng săn được một con yêu hồ nào. Ngưu Hữu Đạo lập tức thề thốt phủ nhận, ai nói, ai nói ta không săn được con nào, vô hại, là vô hại, ta vẫn rất cố gắng đi săn, rứt lời, hắn lấy ra một cái túi mời kiểm tra. Bên cạnh lập tức có nhân viên phiêu miếu các tiến lên nhận túi, mở ra kiểm tra, sau đó nói với huyền diệu. Có tám con mắt dọc, huyền diệu cau mày, thời gian dài như vậy mà mới có 8 con, ngươi không xấu hổ khi nói đã cố gắng, cứ như ngươi nói, những đồng bạn của ngươi lúc trước đều đang nói đối, đều cố ý hãm hại ngươi đúng không? Ngươi cảm thấy có thể không? Nghiêu hiểu đạo, ta nhắc nhở ngươi, dám nói dối một câu, ta lập tức xử lý ngươi. Nghiêu hiểu đạo hơi gục đầu, trầm mặc một lúc rồi chậm chạp nói. Số yêu hồ này do gần đây ta mới săn được, trước đây quả thực vẫn về tay không? Huyền Diệu, chẳng lẽ giống như họ nói, trước đây vì ngươi mặc quần áo khác mọi người nên yêu hồ sợ hãi không dám lộ diện. Nghiêu hữu đạo, không phải, kỳ thực trước cũng có thu hoạch, huyền diệu, thu hoạch ở đâu, tuyệt đối đừng nói là rơi mất, nghiêu hữu đạo lại trầm mặc, chương 1509, chỗ nước bẩn này, ta không thể nhận uổng một. Huyền diệu chờ, thấy hắn mãi không chịu nói, lập tức ép hỏi. Nói, nghiêu hữu đạo hít sâu một hơi, không phải ta không muốn nói, mà là ta không dám nói. Không dám nói, Huyền Diệu nghi ngờ hỏi, vì sao không dám nói, phiêu miếu các trà án, người còn muốn đối kháng hay sao? Nghiêu Hữu đạo lắc đầu, ta sợ ta nói rồi sẽ không còn mạng ra ngoài. Huyền Diệu, hiện giờ ta bảo ngươi nói, ngươi nhất định phải thành thật khai báo. Bằng không, ngươi có tin ta lập tức khiến ngươi khó giữ được mạng không? Nghiêu Hữu đạo đột nhiên nói, bị người cướp, bị người cướp, Huyền Diệu sững sờ, lại chợt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Bị người cướp còn không dám nói dưới pháp chỉ của phiêu miếu các mà còn ai dám làm trái quy tắc ông ta hầu như đã đoán được đáp án nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận ai cướp nghiêu hữu đạo bị tập kích ta không thấy rõ mặt đối phương ta không có chứng cứ không dám xác nhận là ai huyền diệu trầm giọng nói ngươi có đối tượng hoài nghi không nghiêu hữu đạo gật gật đầu huyền diệu ngươi hoài nghi ai nghiêu hữu đạo không có chứng cứ không dám nói lung tung huyền diệu không tiếp tục truy hỏi vấn đề này Lần này phiêu miếu các tham gia đều có người của chín nhà, còn hỏi nữa sợ lại cha ra tới đầu của người bên mình. Chuyện này không phải không thể xảy ra, có người to gan như vậy, rất có thể là vì đinh vệ là người trực ban của phiêu miếu các. Ông ta lập tức thay đổi phương hướng thẩm vấn, theo như họ nói, người dành phần lớn thời gian hành động một mình, vẫn thoát ly đội ngũ, dẫn người của tử kim động theo. Như họ nói, từ ngày đầu tiên, người đã không có thu hoạch gì. Như hữu đạo dương mắt, đối diện của huyền diệu, Quản sự hiểu lầm, thực ra từ ngày đầu tiên ta đã có thu hoạch, mà cũng không ít, còn nhiều hơn họ. Ta không bỏ ra nổi, chính vì từ ngày đầu tiên đã bị người cướp mất thu hoạch. Huyền Diệu, sau thời gian dài như vậy, cũng không thể ngày nào ngươi cũng bị cướp chứ. Nghiêu Hữu đạo, đây chính là nguyên nhân ta tách khỏi mọi người. Ai cướp, ta không chứng cứ, không dám nói cho bọn họ biết, không chứng cứ cũng không dám nói lung tung. Tính cách của Nghiêu Mỗ chính là như vậy, ai không tuân thủ quy định lại chọc lên đầu Nghiêu Mỗ, như mỗ sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Đối với ta mà nói, săn giết yêu hồ đã không còn quan trọng. Ta vẫn đang tìm kẻ đã cướp đồ của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được kẻ đó. Huyền Diệu, nhưng nhóm người các ngươi đã nói rằng ngươi tách ra khỏi mọi người là để tìm kiếm người của phiêu miếu các, để quan sát một ít kinh nghiệm săn yêu hồ. Như hữu đạo, không sai, ta đúng là đã nói như vậy. Vì ta nghi ngờ kẻ cướp đồ của ta chính là người của phiêu miếu các. Chỉ cần ta bắt người tới, ta có thể chứng tỏ phiêu miếu các vi phạm quy tắc tỉ thí, chứng tỏ phiêu miếu các đang dở trò bịp bợm. Cho dù bọn họ có thể săn được nhiều hơn ta, kết quả cuối cùng vẫn là phiêu miếu các thua. Đã có đường tắt thích hợp, ta còn phải liều sống liều chết đi săn giết yêu hồ sao. Huyền diệu tâm thần chấn động, trầm giọng nói. Như hiểu đạo, ta cảnh cáo ngươi, không chứng cứ không nên nói lung tung. Đừng há miệng ngậm miệng lại là phiêu miếu các. Cho dù có người cá biệt làm trái quy tắc cũng không thể đại biểu được toàn bộ phiêu miếu các. Vừa nghe lời này, Ngưu Hữu Đạo lập tức đã có tự tin. Ta đã biết kết quả chính là như thế nên mới không dám nói lung tung. Chính là huyền diệu nhà ngươi ép ta nói. Gọi thẳng tên húy lại còn trách cứ, huyền diệu tức giận. Làm càn, nhân viên phiêu miếu các lập tức gườm gườm nhìn, dáng vẻ muốn bắt người. Làm sao, muốn bao che người nào, muốn diệt khẩu sao, như hữu đạo ngắm nhìn bốn phía, xoẹt một cái rút kiếm chỉ thẳng huyền diệu. Người thử đụng vào ta xem, muốn diệt khẩu, trừ khi ngươi giết hết tất cả mọi người. Chỉ cần không giết được ta, ta lại muốn xem xem phiêu miếu các cuối cùng có thể giết chết cả huyền diệu nhà ngươi hay không. Chuyện gì vây, người quan tâm ở bên đống lửa chợt kinh sợ đứng bật dậy. Nghiêu hữu đạo lại rút kiếm, mà hắn còn chỉ kiếm vào mặt quản sự phiêu miếu các. Mọi người chợt nghi là nhìn lầm, thật đáng sợ. Phù hoa chạy vội tới cạnh côn lâm thụ, kéo tay côn lâm thụ qua. Côn lâm thụ quay đầu lại đối mắt với phù hoa, nàng ta khẽ lắc đầu với y, ra hiệu y không nên làm bừa trong tình huống không rõ ràng. huyền diệu cũng khiếp sợ, ông ta tỏ thái độ kiêu căng trước tu sĩ các phái không phải không có nguyên nhân. theo quán tính tư duy, phiêu miếu các ngự trị bên trên người thiên hạ, các phái cùng lắm chỉ dám làm chút chuyện ngấm ngầm sau lưng nhắm vào phiêu miếu các, lại rất hiếm khi ngang nhiên kháng cử phiêu miếu các. đương nhiên, trước đây không phải không có, nhưng đều bị chấn áp thô bạo, bị giết đến chó gà không tha. dần dần, không còn ai dám vuốt sâu hùm. Bây giờ lại xuất hiện một tên gan to bằng trời, quả thực điếc không sợ sấm. Các nhân viên phiêu miếu các vây quanh Nghiêu Hữu Đạo vừa giật mình lại vừa ngạc nhiên. Họ cảm giác mục đích của chuyến đi này đã đột biến, lại đột nhiên vô cùng tự nhiên. Họ đến đây thẩm vấn, sao đột nhiên lại biến thành diệt khẩu. Cơ mặt huyền diệu co giật, không nhìn mũi kiếm của Nghiêu Hữu Đạo mà nhìn thẳng vào mặt hắn, dặn người chung quanh đi hỏi xem hai người kia thẩm vấn thế nào rồi. Ông ta đã không còn gì có thể hỏi bên Nghiêu Hữu Đạo nữa, chỉ hy vọng tìm được điểm đột phá khác Một khi kiếm được cỡ Ông ta lập tức nổi cơn với như hữu đạo Nhất định phải có lý do Bằng không ông ta không chịu nổi cái mũ diệt khẩu này chụp lên đầu Không có lý do gì Chỉ cần vừa có hành động Không phải diệt khẩu cũng bị nghi là diệt khẩu Ai bảo ông ta tự chuyển chủ đề Một khi vừa đối đáp không đúng là sẽ có hiểm nghi định diệt khẩu Ông ta đã không còn cơ hội ra lệnh cho nhân đi theo hành động Nếu thực sự muốn ra tay Trừ khi bắt sống như hữu đạo nếu không để xảy ra điều bất ngờ gì hoặc là để ngưu hữu đạo trốn thoát, e rằng thực sự sẽ xuất hiện hậu quả mà ngưu hữu đạo nói. Dù kết quả nhẹ nhất, ông ta cũng khó thoát khỏi bị giam giữ thẩm vấn. Ông ta vừa cất lời, hai nhân viên phiêu miếu các lập tức phóng tới chỗ Tần Quan và Kha Đình Kiệt. Một lúc sau, bên kia có người vẫy tay ra hiệu cho Huyền Diệu. Huyền Diệu tìm được bậc thang hạ xuống, lập tức chạy sang hỏi kết quả thẩm vấn. Tần Quan và Kha Đình Kiệt tất nhiên nhìn thấy tình hình vừa rồi. Hai người cũng rất giật mình, như trưởng lão lại chỉ kiếm vào quản sự Phiêu Miếu Các, hai người thực không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Nhưng hậu quả mà hai người tưởng vẫn chưa xuất hiện, nhân viên Phiêu Miếu Các lại không phản ứng gì với sự khiêu khích đó. Tình cảnh này tăng thêm nhiều tự tin cho hai người. Huyền Diệu tới bên này nghe nhân viên thẩm vấn Tần Quan bẩm báo, sau đó tự mình hỏi Tần Quan. Tiếp sau đó là tới Kha Định Kiệt, câu hỏi tương tự. Không hỏi ra được gì, vì hai người này đa số đều không biết gì dù có biết cũng có thể khớp với lời của Ngưu Hữu Đạo. Hai người nói, ban đầu mắt dọc săn được từ yêu hồ đều đưa cho Ngưu Hữu Đạo, sau đó không biết số mắt dọc kia đi nơi nào. Họ từng hỏi Ngưu Hữu Đạo, nghe Ngưu Hữu Đạo bảo rằng họ không nên hỏi nhiều, bảo họ nói rằng không săn giết được. Hai người đều có thể chứng minh, thời điểm chiều kính mất tích, Ngưu Hữu Đạo xác thực ở cùng đám phù hoa. Uổng phí hết một phen công phu, không lấy được đáp án mong muốn, huyền diệu lắc mình trở về chỗ Ngưu Hữu Đạo. Nghiêu hữu đạo cầm kiếm nơi tay, đối lập với ba người vây quanh hắn. Huyền Diệu trở về, phất tay ra hiệu cho người mình hạ vũ khí xuống, lạnh lùng nhìn Nghiêu hữu đạo nói. Vì lần rèn luyện này do Thánh Tôn đề xuất, chúng ta không tiện can thiệp. Nhưng ngươi nhớ kỹ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải trả giá thật lớn vì những việc ngày hôm nay. Đi, ông ta xoay người ra hiệu cho nhân viên phiêu miếu các rút đi. Trường 1510, chậu nước bẩn này, ta không thể nhận uổng hai. Trong màn đêm, sáu người điều khiển ba con phi cầm lớn bay lên trời, rời đi. Bị Nghiêu Hữu Đạo quấy nhiễu một phen, họ thực sự không tra được tiếp. Nghiêu Hữu Đạo đã không phối hợp, mà quan trọng là dù Nghiêu Hữu Đạo không phối hợp, Huyền Diệu cũng không dám làm gì Nghiêu Hữu Đạo. Một khi cái mũ diệt khẩu chụp lên đầu, ông ta không có cách nào cưỡng ép cậy miệng Nghiêu Hữu Đạo theo lời dặn dò của Đinh Vệ. Không hoàn thành nhiệm vụ Đinh Vệ giao cho, thất bại tan tác quay trở về, nhìn theo ba bóng đen biến mất trong đêm, Nghiêu Hữu Đạo tra kiếm về vỏ, chống xuống đất, hai tay đặt trên đốc kiếm. Hắn bình tĩnh nhìn những người khác quanh lửa trại, người các phái đều lặng lặng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, khó tin. như Hữu Đạo đã rút kiếm với phiêu miếu cắt rồi, vậy mà không sao cả. Tần Quan và Kha Định Kiệt chạy về, lòng còn sợ hãi chắp tay nói. "Trưởng lão," như Hữu Đạo ừm một cái, liếc một cái nói, "Các ngươi không nói lung tung chứ?" "Không có," hai người lập tức kêu lên, Tần Quan nói, đều nói như trưởng lão dặn dò. Ta cũng vậy, Kha Định Kiệt phụ họa, sau đó lại hỏi, trưởng lão, không sao chứ? Nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói, có thể có chuyện gì, phiêu miếu các không phải nơi một nhà nói là được, muốn đụng đến ta, còn phải hỏi xem những người khác có đồng ý hay không. Trong lời nói này có ẩn ý, hai người nhìn nhau, đều có vẻ hiểu, xem ra nghiêu trưởng lão quả nhiên có người trong thánh cảnh. Trước kia khi giết hai nhân viên phiêu miếu các, hai người đã vô cùng hoảng loạn, từng nghĩ có nên đi tố giác để lấy công chuộc tội hay không. Bây giờ xem ra lại phải vui mừng vì không kích động, bằng không họ có thể chết mà không biết thế nào. Nghiêu hữu đạo đã nhắc nhở họ, tại sao La Phương phỉ lại cố tiến hắn rời thánh cảnh mà không phải người khác. Hắn đã ám chỉ rất rõ ràng, bây giờ tình hình không nghi ngờ là đã chứng minh lời Nghiêu trưởng lão. Hai người thở phào nhẹ nhõm càng ngày càng có lòng tin khi đi theo Nghiêu trưởng lão. Côn lâm thụ đi tới, chắp tay nói, đạo ra, không có sao chứ. Nghiêu hữu đạo phất tay cuốn mấy cây củi khô từ đống củi cho vào đống lửa. Không có việc gì, Côn Lâm Thụ do dự một chút, trầm ngâm nói, những người bên kia đã nói những lời có phần gây bất lợi cho ngươi. Nưu Hữu Đạo gật đầu, ta đều biết, Côn Lâm Thụ giải thích cho mình, ta không nói gì, Nưu Hữu Đạo cười, ngươi không biết gì cả, có thể nói gì. Côn Lâm Thụ, xảy ra chuyện như vậy, ta không tiện ở lại bên họ. Từ hôm nay trở đi, ta về cạnh ngươi. Nưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn y, bình tĩnh nói, việc đã qua, không sao cả, ngươi tiếp tục đi theo phù hoa là được thời gian tiếp theo hắn vẫn sẽ không cùng đi săn yêu hồ không tới lúc bất đắc dĩ hắn tạm thời không hy vọng côn lâm thụ bị cuốn vào chẳng ai biết sau này sẽ phát sinh ra chuyện gì càng ít biết càng an toàn hắn vẫn coi trọng giá trị của côn lâm thụ lại thêm đối phương có cảm tình với thiên hỏa giáo sẽ không ngồi yên nhìn người của thiên hỏa giáo gặp nạn mà không để ý có thể sẽ khiến cục diện xuất hiện mâu thuẫn khó điều hòa nghiêu hữu đạo không muốn đến ngày nào đó lại phải bất đắc dĩ diệt khẩu côn lâm thụ hắn thậm chí từng nghĩ có nên để hồ tộc diệt đám người thiên hỏa giáo hay không. Côn lâm thụ, đã xảy ra chuyện như vậy, ở bên họ thực có phần không hay. Nghiêu hữu đạo đứng đối mặt với lửa trại, một tay chống kiếm, một tay bốc gỗ ném vào lửa. Không phải cố ý bắt ngươi ở đó để khó chịu, mà là muốn ngươi giúp ta theo dõi sát họ. Sau khi được bố trí nhiệm vụ, côn lâm thụ trầm mặc một chút, không nói gì thêm nữa, xoay người lại. Nhìn y rời đi, tần quan hỏi, trưởng lão, bọn họ bán đứng ngài mà cứ cho qua như vậy ư. Ý của y là phải cho bên kia biết mặt một chút. Ngay cả người của phiêu miếu các còn không làm gì được, có thể xả giận. Đến lúc này, y và Kha Định Kiệt đã biết đám người kia bán mình và trưởng lão. Nhiều hiểu đạo, bị người ta bán đi quả không dễ chịu, nhưng đôi khi cảm nhận cá nhân không quan trọng, không cần thiết phải buồn buồn giàu giàu để ảnh hưởng đến chính mình. Nếu đã theo ta thì không nên tỏ ra hẹp hòi thù dai như vậy, muốn tính toán thì phải tính món lớn ánh mắt phải nhìn xa về phía trước, người ta có cần phải bán mạng cho ta không? Suy nghĩ mơ tưởng như thế là đúng hay sai? Trở mặt với họ ở chỗ quỷ quái này thì có ích gì? Cái được không đủ bù đắp cái mất, tính toán những chuyện này chỉ thiệt thân. Coi như chưa xảy ra chuyện gì, sau này nên làm thế nào thì vẫn làm thế đó, hiểu chưa? Hai người kính phục, gần đen thì dạng, gần mực thì đen, ở cùng nghiêu hữu đạo lâu, dù sao họ cũng được hôn đúc đôi phần, có chút tiếp thu đối với lời nói này so với sự việc vừa thực sự phát sinh, không chỉ đơn giản là nghe chút đạo lý như vậy đã xong. Hai người cùng chắp tay nói, vâng, như hữu đạo giơ tay, vẫy vẫy gọi người bên kia. Một số người rất lúng túng, nhưng vẫn cùng đi tới. Có người lúng túng, có người cười gượng, như hữu đạo cũng cười híp mắt nhìn bọn họ. Bọn họ không nói lời nào, hắn cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn xem họ định làm gì. Cuối cùng vẫn có người trột giả không nhịn được, phù hoa miễn cưỡng cười vui nói huynh đệ, không sao chứ. Như Hữu đạo, nhờ phúc của mọi người, không có chuyện gì. Toàn Thái Phong lên tiếng, lão đệ, ta không nói xấu ngươi một câu. Ngươi, như Hữu đạo vui vẻ, muốn hỏi xem y biết điều gì mà có thể nói xấu được, nhưng vẫn chỉ giơ ngón tay cái lên. Nghĩa khí thiên thu, vậy mới giống huynh trưởng kết nghĩa với ta. Lời này nói càng khiến bốn đầu lĩnh tứ hải lúng túng. Phù hoa than thở, lão đệ, chúng ta cũng không có cách nào. Như Hữu đạo, ta hiểu, hoàn toàn hiểu. Không sao, ta đã nói là không có chuyện gì cả. Nhưng cũng phải nói lại, các ngươi là huynh trưởng và đại tỷ kết nghĩa với ta đúng không? Ta không trách các ngươi, ta chỉ muốn nói, nếu việc này rơi vào ta, ta dám cam đoan sẽ không nói nửa lời không phải với các ngươi. Ta tuyệt đối sẽ có nạn cùng chịu với các ngươi. Phù hoa cười làm lành, chúng ta thừa nhận chúng ta không bằng đệ ở điểm ấy. Đệ là hán tử, đừng chấp nhặt với phụ nữ như ta chứ, có được hay không? Không cái thiên gái gái đầu tóc đỏ ai già lão đệ đệ cũng đừng nói nữa đệ nói thêm nữa ca ca ta muốn tìm khe nứt chui vào đây lần này là các ca ca làm sai được nếu biết sai thì bỏ qua giữa huynh đệ chợt có mâu thuẫn cũng là điều bình thường nói ra là xong Nhiêu hữu đạo vung tay bỏ qua đổi lấy vẻ tươi cười của bốn vị tứ hải nhưng Nhiêu hữu đạo lại chỉ sang người khác trầm nhất độ người thực khá đấy người dám nói ta có nội tuyến trong thánh cảnh thì thôi lại còn dám bịa đặt chuyện ta dọa dẫm hiểu nguyệt các các ngươi 20 triệu. Chuyện khác, ta có thể coi như ngươi không biết, có thể không tính, nhưng món nợ này ta nhớ rồi. Sau này ngươi về hỏi Ngọc Thương xem có phải là ta dọa dẫm hay không. Nếu không có, hiểu nguyệt các các ngươi tự chuẩn bị đủ 20 triệu cho ta. Chậu nước bẩn này ta không thể nhận uổng, ngươi nói có đúng hay không. Trầm nhất độ gượng ép nói, lão đệ, ta không rõ ràng tình huống mà, không rõ ràng lại dám nói láo nói liên dồn ta vào chỗ chết chơi ta một phen còn không muốn trả thù lao. Nghiêu hữu đạo hừ hừ cười gần, nhìn quanh mọi người, hướng hờ nói. Các vị huynh trưởng, lần này huynh đệ bị uất ức, các người đã thấy đó. Tần Quan và Kha Định Kiệt ngẩn ngơ, vừa rồi như trưởng lão chẳng phải đã nói với họ là không định tính toán sao. Sao chớp mắt đã tính toán rồi, có đạo lý không thể giải thích chỉ trong đôi câu ba lời. Tuy rằng họ còn lớn tuổi hơn Nhiêu Hữu Đạo, nhưng thứ phải học hỏi từ Nhiêu Hữu Đạo còn rất nhiều. Đương nhiên, có vài thứ không phải cứ muốn học là học được. Rất nhiều người cùng học một việc, cùng làm một chuyện, nhưng có thể thành công lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. chương 1511, lột ra hắn, đạo lý này mang đi đâu cũng đúng, quả thực đôi khi tài năng là rất cần thiết. Hai người còn chưa kịp phản ứng, như hiểu đạo đã xoay người đi xa, quả thực đã nói để mọi người xem là để mọi người xem. Hai người nhìn nhau, đuổi theo sát, lão đệ, trầm nhất độ sốt ruột gọi, không thể làm như hiểu đạo quay đầu, y liếc nhìn tình hình chung quanh đột nhiên sốt sắng phú hoa đoạn vô thường lãng kinh không và hồng cái thiên trao đổi ánh mắt biến hóa vị trí đã vây quanh trầm nhất độ toàn thái phong quay lại nhìn theo nghiêu hữu đạo rời đi lại nhìn trầm nhất độ bị bao vây phân vân không biết có nên gia nhập vòng vây hay không các ngươi muốn làm gì trầm nhất độ đề phòng cao độ đã vào thế gọi hai đệ tử chạy tới cùng ứng đối nhưng so lượng người thì bên y chắc chắn không nhiều bằng bên kia Trừ côn lâm thụ ngồi bên đống lửa không nhúc nhích, những người khác đều vây quanh y. Ngay cả đệ tử lăng tiêu các không biết rõ tình huống cũng chạy tới xem. Một đám người vây quanh ba người hiểu nguyệt các, đôi bên vào trạng thái dương cung bạt kiếm, không cái thiên than thở. Trầm huynh, chúng ta không muốn làm gì cả, nhưng người thực sự có phần quá đáng. Trầm nhất độ nổi giận, ta quá đáng, các ngươi thì là thứ gì tốt hay sao? Các ngươi không bán đứng như hữu đạo chắc, toàn thái phong chen mồm, người phải nói cho rõ ràng ta chưa từng bán hắn. Toàn Thái Phong vẫn đang đắn đo xem có nên dính vào việc này hay không. Lãng kinh không, mọi người đều hiểu, bản thân Nưu Hữu Đạo cũng đã nói rõ. Ít ra chúng ta nói lời thật lòng, nhưng ngươi lại bịa đặt thì không đúng. Nưu Hữu Đạo không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi cứ nhất định phải phun ra những lời có thể đẩy hắn vào chỗ chết? Đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận có đúng không? Trầm nhất độ tức giận nói, chân tướng sự việc ra sao vẫn chưa rõ ràng ta có nói hưu nói vượn hay không phải chờ các chủ gặp chúng ta rồi mới biết. Phù hoa cong eo đứng, dưới ánh lửa búng búng ngón tay. Chân tướng sự việc ra sao đã không còn quan trọng, điều quan trọng nhất là ngươi không hiểu rõ tình huống mà đã làm. Đối với việc đám người bên kia xử trí ra sao, Nhiều Hữu Đạo không thèm nhìn. Hắn tới chỗ đống lửa của Hiểu Nguyệt Các rồi ngồi xuống, kiếm cắm trước mặt, khoanh chân nhắm mắt ngồi. Sau chuyện phát sinh vừa rồi, hắn đang lần lượt sắp xếp một lượt trong đầu. Tần Quan và Kha Định Kiệt canh gác bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn sang tình hình chỗ vòng vây bên kia. Côn Lâm Thụ cũng thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia, y không biết chuyện gì, chẳng biết vì sao đột nhiên cả đống người bao vây mấy người của Hiểu Nguyệt Các. Một hồi lâu, Tần Quan cúi người nói với Nghiêu Hữu Đạo. Trưởng lão, Phù Hoa muốn gặp ngài. Nghiêu Hữu Đạo nói ừ một cái rồi mở mắt, nhưng đầu nhìn Phù Hoa cười tủm tỉm đi tới. Phù Hoa đi tới bên cạnh hắn, vuốt váy ngồi xuống cạnh, nâng tay đưa tới một miếng vải nói. Đây là giấy nợ 20 triệu do Trầm Nhất Độ viết. Y chỉ đồng ý làm tới nước này. Lão để thấy thế nào? Nếu chưa hài lòng thì có thể mạnh tay với Y. Ngưu Hữu Đạo nhận miếng vải, mở ra nhìn nội dung. Hắn phát hiện đây không phải giấy nợ thông thường, chỉ là lời hứa hẹn của Trầm Nhất Độ mà thôi. Y hứa hẹn sau này trở về sẽ xác nhận lại với Ngọc Thương. Nếu không phải như Hữu Đạo dọa dẫm, nếu thật sự là Y vô oan cho Ngưu Hữu Đạo, sẽ đồng ý gánh chịu món nợ 20 triệu kia. như Hữu Đạo biết rõ, Trầm Nhất Độ có thể đồng ý làm tới mức này đã là nhượng bộ lớn nhất, cũng coi như bị ép bất đắc dĩ. Trước khi sự việc chưa được xác nhận, Trầm Nhất Độ không có khả năng viết rõ giấy nợ 20 triệu. Thể diện không thể bỏ, ép buộc quá cũng chỉ đành liều mạng. Ta đã thấy tấm lòng của đại tỷ và các huynh trưởng, sự việc đã qua, cứ làm thế đi. Nghiêu Hữu Đạo vui lòng nhận, cất miếng vải vào túi. Đã biết lão đệ hiểu chuyện mà, Phù Hoa cười khúc khích, liếc mắt đưa tình vung nắm tay đập bồm bộp vào vai nghiêu Hữu Đạo sau đó nàng ta đứng dậy đi về bên kia, nàng ta cũng không muốn tùy tiện liều mạng với trầm nhất độ. Dù sao hiểu nguyệt các cũng không dễ chơi, đã nói xong, vòng vây tản đi, mọi người cơ bản đều trở về vị trí, chỉ có trầm nhất độ quặng mặt lại. Khi thấy lửa trại của mình bị nghiêu hữu đạo chiếm, thấy không trêu chọc nổi nên đành an vị cạnh đống lửa mà nhân viên phiêu miếu các để lại. Qua chuyện vừa rồi, trầm nhất độ xem như đã thấy rõ. Tại nơi này, y chỉ là người ngoài, trước kia còn có chiều kính, nhưng chiều kính đã mất tích, chỉ còn lại mình y. Những người khác mẹ nó đều là huynh đệ kết nghĩa với nhiều Hữu Đạo. Một tờ giấy nợ viết đến độ uất ức, nhưng tình thế ép buộc, chỉ đành nhắm mắt viết. Đó là 20 triệu đấy, thực sự không phải số nhỏ. Y không biết làm sao quay về bàn giao với Ngọc Thương. Sau chuyến rèn luyện này sẽ phát sinh chuyện gì, y không biết. Bây giờ y chỉ đành qua được cửa nào hay cửa nấy. Nếu thật sự về được, y chỉ đành giải thích như vậy. Trầm nhất độ buồn bực làm sao nghiêu hữu đạo không việc gì thậm chí đã rút kiếm khiêu khích mà phiêu miếu các lại không làm gì nghiêu hữu đạo không chỉ mình trầm nhất độ muốn biết nguyên nhân những người khác sau đó cũng kiếm cớ tập hợp quanh nghiêu hữu đạo muốn hỏi thăm tình huống nghiêu hữu đạo chỉ thuận miệng nói qua loa không muốn nhiều thêm hắn chỉ bảo mọi người là biết càng ít càng tốt đừng gây phiền toái cho mình nói như vậy mọi người đành phải thôi sáng sớm ngày hôm sau nghiêu hữu đạo coi như chưa xảy ra chuyện gì vẫn như thường lệ thương nghị điểm gặp mặt tiếp theo với mọi người. Lần này hắn không dẫn người của tử kim động chạy riêng nữa, làm theo kế hoạch đẩy mạnh với mọi người. Trầm nhất độ cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là vẻ mặt không được tự nhiên. Sau khi mọi người tản ra, Tần Quan và Kha Định Kiệt phát hiện trưởng lão vẫn như bình thường, vẫn không săn giết yêu hồ, vẫn dẫn theo họ du ngoạn chung quanh. Chỉ là trên đường đi, như trưởng lão thỉnh thoảng có tách ra khỏi họ một chút, không biết làm gì. Nói chung, khi gặp lại, như hữu đạo lại mang về mấy con mắt dọc của yêu hồ chia cho hai người không biết hắn lấy đâu ra cướp được sao thánh địa đại nguyên bên trong lâu các đinh vệ ngồi ngay ngắn sau bàn trà nghe huyền diệu bẩm báo lông mày dần dần nhăn lại chờ bẩm báo xong đinh vệ thả chén trà trầm giọng nói có thể xác nhận chuyện người của phiêu miếu các cướp của hắn không huyền diệu trần chờ nói không thể xác nhận nhưng không giống như nói dối giống như hắn nói dường như rất chắc chắn hắn nói sớm muộn gì hắn cũng bắt được người đã cướp đồ của hắn khả năng trên tay hắn có đầu mối đinh vệ cao mày đứng dậy đi lại một lúc do dự nói ai lại lớn gan như thế lẽ nào là người của thánh địa đại nguyên chúng ta huyền diệu nói nếu thực sự giống như hắn nói cũng không phải không có khả năng hắn không tiếc trở mặt với ta tất nhiên hắn phải có chỗ dựa bằng không hắn đã không dám to gan làm vậy nếu đã có manh mối rõ ràng hắn không muốn nói cho ta ta cũng không dám truy xét tiếp, sợ làm lớn chuyện lên lại khiến bên trên tiến thoái lưỡng nan. Nếu thật sự là do người mình gây ra, muốn xử lý cũng chỉ có thể ngầm làm, không nên công khai. Bằng không, ta không thể bàn giao cho những nhà khác. Ta mau chóng trở về xin tiên sinh quyết định, đinh về tiếp tục băn khoăn, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện chiều kính mất tích thật sự không có quan hệ gì với nghiêu hữu đạo sao. Huyền diệu có lẽ là trùng hợp, quả thực nghiêu hữu đạo có bằng chứng không liên quan đến việc này không chỉ có một nhân chứng, nhiều người có thể chứng minh, trừ khi cả đám người kia tập thể nói dối. Khả năng đó không lớn. Từ lúc Triều Thắng Hoài gặp chuyện đến những việc sau đó, Nưu Hữu Đạo vẫn coi như thành thực, chỉ chuyện hắn bị cướp là không chịu phối hợp. Tiên sinh, Nưu Hữu Đạo này quả thực quá kiêu ngạo, dám ngang nhiên đối nghịch với người của Phiêu Miếu Các. Chương 1512, một câu nói một. Dám hung hăng thì phải trả giá lớn, người trên tay chúng ta có nhiều cơ hội trừng trị hắn. Hắn không chạy được. Không cần vội, Đinh Vệ vung tay áo, dừng bước nói, hiện giờ phải làm rõ là ai cướp đồ của hắn, có phải người bên chúng ta hay không. Huyền Diệu, tiên sinh muốn làm thế nào? Đinh Vệ đi dạo chung quanh, không biết thằng ngu nào làm, chẳng lẽ không biết Thánh Tôn bất mãn với phiêu miếu các, có ý đồ chỉnh đốn phiêu miếu các sao? Vào lúc này lại ngang nhiên làm trái quy tắc thì có khác nào làm trái thánh lệnh, sẽ khiến Thánh Tôn nghĩ thế nào? Nếu thực sự chọc đến khiến Thánh Tôn tức giận, chẳng có gì tốt đẹp hết. Huyền Diệu việc này không tiện để cho người khác làm. Người phải đi một chuyến nữa, huyền diệu, tiên sinh xin cứ việc sai bảo. Đinh vệ trầm giọng nói, người lại đi hoang trạch tử địa, tìm người của thánh địa đại nguyên chúng ta, xác nhận trước. Người điều tra rõ xem có phải người của chúng ta làm chuyện này không. Nếu có, không được để lại chứng cứ, giải quyết sạch sẽ một chút. Sau khi giải quyết xong, ta sẽ báo cáo cho thánh tôn. Y vươn ngón tay lên làm động tác cắt cổ, huyền diệu, vâng. Đinh Vệ, nếu xác nhận không liên quan đến người của ta, chúng ta không cần phải giúp người khác chùi đít. Chuyện như vậy cũng không dễ che đậy, mà càng che càng đen. Cứ để nghiêu Hữu đạo tự thu dọn, kẻ nào bị bắt thì kẻ đó xui xẻo. Ai, vẻ mặt Đinh Vệ có vẻ phiền muộn, y mơ hồ nhận ra chút việc, thanh ý đã quyết, việc gì nên đến sẽ phải đến, chỉ là không biết sẽ rộng đến mức độ nào. Được rồi, Huyền Diệu đáp, sau đó lại hỏi, nếu nghiêu Hữu đạo không thu dọn được mà lại làm loạn thì sao? huyền diệu không dễ dàng buông thang yêu hữu đạo, dù sao cũng đã mất mặt. Đinh vệ, chờ hoang trạch tử địa kết thúc, lột ra hắn. Huyền diệu mỉm cười, vâng, thuộc hạ đi hoang trạch tử địa một chuyến, màn đêm bên đống lửa, yêu hữu đạo tìm thấy một tảng đá. Trong tảng đá có một chiếc lá, hắn tránh mọi người, mở lá cây trong lòng bàn tay, nhanh chóng nhìn nội dung trên đó. Huyền diệu lại quay về hoang trạch tử địa, chạm mặt với các nhân viên phiêu miễu các tham gia tỉ thí. Tình huống đã nắm giữ, lá cây bị vò nát, tay cử động, người trầm tư nhìn ánh lửa không nói gì. Ba tháng rèn luyện mau chóng kết thúc, mọi người đánh giá khắp nơi một thoáng rồi bắt đầu trở về. Đối với kết quả tỉ thí săn giết yêu hồ, đôi bên tham gia và các phái tất nhiên không có gì để nói. Nhóm người đi theo Ngưu Hữu Đạo không chờ được thứ mà họ muốn không chỉ thu lợi vì cái gọi là biết trước tin tức từ Ngưu Hữu Đạo, mà thậm chí Ngưu Hữu Đạo còn có thu hoạch ít nhất. Có điều, ít ra sự việc đã làm rõ. Sau khi Huyền Diệu truy tra một lượt, nhiều hữu đạo chứng minh mình xác thực không có làm gì mờ ám, tất cả đều chỉ là tự hiểu lầm. Không có tin tức mà còn đi theo nghiêu hữu đạo cũng chỉ do không còn cách nào khác. Đợi đến lúc nhận ra, thời gian 3 tháng đã qua gần nửa, cho dù muốn dùng chiêu gì đi nữa, trừ nỗ lực săn yêu hồ ra thì còn có thể thế nào. Tiếp tục đi theo nghiêu hữu đạo thôi, nghiêu hữu đạo đã dám vùng kiếm với phiêu miếu các mà không sao, đó chính là sức hiệu triệu. Mọi người đã khó giữ được hy vọng gì đối với kết quả tỉ thí cuối cùng. Ngược lại, các thánh tôn lại không nói nếu thành tích không tốt thì sẽ trừng phạt người các phái, chỉ nói thành tích sẽ ảnh hưởng tới tương lai của mọi người. Thực ra các thánh tôn cũng không hề nói nếu thành tích không tốt sẽ trừng phạt các nhân viên phiêu miếu tham dự tỷ thí, nhưng phiêu miếu các đều biết mục đích các thánh tôn tạo ra cuộc tỷ thí lần này. Người các phái có thành tích không tốt còn nghe được, nếu thành tích của nhân viên phiêu miếu các mà không tốt lại có nghĩa là họ vô năng. Đây chính là cái cớ chỉnh đốn mà bản thân phiêu miếu các cũng có lời bào chữa bản thân phiêu miếu các có thể đoán được kết cục nếu thành tích của nhân viên phiêu miếu các không tốt. Nói chung, thái độ của các thánh tôn đang ba phải, thế nào cũng được, không cho phản hồi quá khích mà lại bắt người ta không thể không làm. Các thánh tôn không tỏ thái độ sáng tỏ khiến người dưới phải mò mẫn rối tinh rối mù. Muốn thu hay phóng phải coi tình huống mà định, đều nằm trong bàn tay các thánh tôn. Trên đường trở về, có người tham dự của phiêu miếu các gặp phải người của các phái. Người các phái cũng có lúc gặp phải người của phiêu miếu các đôi bên đều muốn thăm dò thu hoạch của đối phương nhưng không cách nào tìm hiểu rõ đôi bên duy trì khoảng cách thích hợp là một nguyên nhân nguyên nhân khác nữa là vì cả đôi bên đều chia phe phái khó có thể thống kê toàn diện đối phương trên đường đi nhân viên hai bên gặp phải nhau chỉ giống như người cùng đường sau khi tới gần điểm tụ họp của nhiệm vụ oan ra ngõ hẹp nghiêu hữu đạo nhìn thấy ngao phong ngao phong cũng nhìn thấy nghiêu hữu đạo bốn mắt đối nhau rồi lướt qua xem như không quen biết Thực ra sau đó Ngao Phong vẫn đang tìm kiếm Nưu Hữu Đạo, đơn giản vẫn là muốn giết người diệt khẩu. Thế nhưng, Hoang Trạch Tử địa quá mức minh mông, sự việc lại không dám nói cho người khác. Một mình gã muốn tìm thấy Nưu Hữu Đạo còn khó hơn mò kim đáy biển. Đến tận bây giờ, gã muốn diệt khẩu hầu như là không thể. Sắp tới điểm tập kết, bên cạnh Nưu Hữu Đạo lại có cả đám người. Bên cạnh gã tuy cũng có một nhóm người của Phiêu Miếu Các, nhưng không cách nào vô duyên vô cớ ra tay ngọn núi ngay phía trước chính là ngọn núi xuất phát đoàn người bay lượn theo dốc núi treo leo dốc thẳng lục tục lên đỉnh núi khi mọi người đến đỉnh ngọn núi mới phát hiện đã có một phần người tỉ thi tới trước lần này người của phiêu miếu các tới không ít đủ để bao vây toàn bộ đỉnh núi hiện trường vẫn do hoàng ban phụ trách rèn luyện chỉ huy nghiêu hữu đạo nhìn về phía vị trí cao nhất trên đỉnh núi thấy đinh vệ dưới gốc cây kết thúc săn yêu hồ đinh vệ tự mình tới đây hắn nhìn thấy đinh vệ Đinh vệ cũng nhìn thấy hắn. Đinh vệ chỉ như hữu đạo một cái, không biểu lộ tâm trạng gì. Người nào đó đi cùng đinh vệ lại khác, là người quen của Ngưu hữu đạo. Huyền diệu cũng tới, huyền diệu chú ý thấy Ngưu hữu đạo, miệng cười gần, ý tứ sâu xa. Sau đó ánh mắt ông ta cũng như không có gì lướt sang nơi khác. Ngưu hữu đạo cũng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng biết rõ. Hậu quả trở mặt với huyền diệu tới rồi, hắn có thể tưởng tượng, nếu lần này hắn không lôi ra được kẻ cướp đồ của mình, nhất định sẽ chẳng có chuyện gì hay ho đối với hắn thậm chí còn có nguy cơ lớn lao đang đợi chờ đã làm thì phải gánh hậu quả đây là cái giá phải trả đám phù hoa châu đầu ghé tai thảo luận thành tích tỉ thỉ chỉ có nhiêu hữu đạo yên tĩnh nhất người bên cạnh không một ai biết hắn đang rơi vào trong cảnh hân hiểm cỡ nào lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục nhiêu hữu đạo vẫn đang yên lặng quan sát bốn phía cho dù đã có kế sách ứng đối nhưng hẳn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đột biến bất cứ lúc nào chẳng may ứng phó không kịp hắn sẽ không ngồi chờ chết phải ước lượng xem nên giết ra từ phương hướng nào thì hợp nhất không mưu thắng phải mưu bại trước dự tính tình huống tình huống xấu nhất hắn cũng không biết bọn huyền diệu hiện giờ sẽ phát tác ngay hay sau này mới tính sổ nhưng hắn sẽ không cho bọn huyền diệu có cơ hội kéo dài tới sau này mới tính sổ sự tình nhất định phải làm bùng nổ đúng lúc nguyên nhân rất đơn giản hiện tại hắn đang ở thời điểm thoát thân tốt nhất nếu gặp nạn nơi này ngay cạnh hoang trạch tử địa một khi thoát thân, hắn có thể kịp thời trốn vào hoang trạch tử địa. Chẳng những hắn có thể nương nhờ địa lợi tốt nhất, còn có thể nhận được sự giúp đỡ của hồ tộc. Thua trận này còn có thể giữ thân để mưu cầu tương lai. Nếu còn để đến sau này mới tính sổ, một khi rời khỏi nơi đây, tới hoàn cảnh không quen thuộc, hắn muốn trốn chạy thì sẽ liên tục bị vây đuổi mãi không ngớt. Tới lúc đó, có thể chạy trốn khỏi truy sát hay không cũng là vấn đề. Trường 1513, một câu nói hai. Vì lẽ đó, có vấn đề gì cũng phải giải quyết ngay, không cho kéo dài. Trưởng lão, chúng ta đi nộp thành tích đi." Tần Quan nhắc nhở, hoàng ban đã tổ chức người kiểm kê thành tích tỉ thí. Lần lượt có người tiến lên giao ra thu hoạch, Tần Quan và Kha Định Kiệt biết thành tích của mình không tốt, nhưng hai người cảm thấy không sao cả, vì có Ngưu trưởng lão ở đây. Ngưu trưởng lão còn có thể đối đầu với người của Phiêu Miếu Các, họ tất nhiên không cần phải sợ. Phần can đảm này của họ tới từ Ngưu trưởng lão nhưng lại không biết nhiêu trưởng lão đang phải yên lặng chịu đựng điều gì không chỉ hai người họ bao gồm rất nhiều người bên ngoài chỉ nhìn thấy nhiêu hữu đạo công thành danh toại, chỉ nhìn thấy nhiêu hữu đạo sáng sủa người người nhưng chân chính biết hắn đi tới bây giờ đã phải chịu đựng bao nhiêu lại có được mấy người các ngươi hãy đi trước nhiêu hữu đạo mỉm cười nhấc cầm ra hiệu mọi người ngạc nhiên quay đầu lại phù hoa cười nói đi cùng đi nhiêu hữu đạo vẻ bình tĩnh nhưng ngữ điệu nói không cho phép nghi ngờ các ngươi hãy đi trước thấy hắn như thế, mọi người cũng không nói thêm gì, đi theo đoàn người về phía trước. Như hữu đạo rơi xuống sau cùng, nghiêu hữu đạo có ý định lùi về sau cùng để quan sát động tĩnh chung quanh. Hắn phát hiện Ngao Phong dường như có ý định tới gần hắn. Ngao Phong không tìm tới, hắn cũng phải tìm tới Ngao Phong. Nếu đối phương đã chủ động dâng tới, hắn cũng bằng lòng sáng tạo cơ hội tiếp cận cho đối phương. Đi theo đoàn người về phía trước, dường như Ngao Phong vô tình tới gần Như Hữu Đạo. Gã quan sát bốn phía, môi khẽ nhúc nhích phát ra tiếng nói nhỏ biết ta là ai không nghiêu hữu đạo thầm trả lời ta đã thăm dò thân phận của ngươi ngao phong đồ tôn của đốc vô hư ngao phong biết là tốt rồi không ngờ người của thánh địa vô hư tìm ngươi gây chuyện tốt nhất không được nói lung tung nếu ta vui sau này sẽ săn sóc ngươi một chút gã không hy vọng nghiêu hữu đạo nói linh tinh dù không có chứng cứ gã cũng không hy vọng nghiêu hữu đạo cắn loạn bị tra xét một phen thì không tốt đẹp gì bởi vậy có thể nói, gã đang uy hiếp, nói là nhắc nhở cũng không quá đáng, gã tin rằng Nhiêu Hữu Đạo nghe hiểu ý của gã. Dù ngươi có đứng ra, ngươi cũng chẳng nhận được lợi ích gì, thậm chí còn rước lấy xui xẻo. Thánh địa vô hư không phải thứ mà ngươi trêu nổi, Nhiêu Hữu Đạo, ta biết hậu quả, sẽ không nói lung tung. Ngao Phong yên tâm, theo đoàn người đi về phía trước, từ từ tránh xa khỏi Nhiêu Hữu Đạo. Nhân viên đã nộp xong đi sang bên trái, vòng ra sau, đến phía sau đỉnh núi tập kết chờ đợi hoàng ban lên tiếng nhắc nhở tránh mất trật tự khi tới bệ đá kiểm kê ngao phong lấy ra túi chứa thu hoạch của mình người thi hành đổ đồ vật trong túi ra tiến hành kiểm kê sau đó buộc túi lại đăng ký xong để cho ngao phong tự tay viết tên trên túi tách ra gửi ngao phong liếc nhìn mấy chiếc túi vứt phía sau sững sờ hỏi thế này là sao còn phải tự tay viết tên lên người thi hành thấy gã liền cười đáp đây là ý của đinh trưởng lệnh chúng ta chỉ làm theo ngao phong à một cái viết tên mình lên túi rồi xoay người đi theo hướng dẫn đi sang trái hai bệ đá giao nộp một dành cho nhân viên tham dự phiêu miếu các một dành cho nhân viên rèn luyện các phái ngao phong và ngưu hữu đạo đều cách nhau khá gần ngao phong nộp lên kiểm kê ngưu hữu đạo cũng đồng thời tới chỗ nộp hắn thấy các túi phân biệt liền mỉm cười một chút tình huống không ngoài dự tính của hắn nếu hắn báo cáo có người cướp đoạt tách riêng từng túi ra như vậy có thể làm rõ sự việc là hợp tình hợp lý nếu không làm như vậy mới là không bình thường xác nhận xong hắn tự đi về phía được chỉ dẫn không bị làm khó hắn yên tâm nghiêu hữu đạo tới vị trí dưới chân tất nhiên khiến huyền diệu chú ý huyền diệu đứng ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi nhìn xuống tận mắt thấy nghiêu hữu đạo nộp lên số lượng không có bao nhiêu tuyệt đối ít hơn người khác sau khi viết tên mình lên tú nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn ngao phong lập tức đi về phía mình được chỉ quẹo vòng ra sau đỉnh núi nghiêu hữu đạo tăng nhanh bước chân lại gặp phải Ngao Phong từ hướng khác. Ngao Phong không có biểu cảm gì khác, như hữu đạo cố ý tới gần, môi như bất động, mơ hồ ném ra một câu. Đã quên nói cho Ngao tiên sinh, mắt sọc yêu hồ mà ngươi cướp được đã bị ta đánh ký hiệu toán bộ. Phiêu miếu các muốn tra thì không khó, tiên sinh cẩn thận, hiện trường có rất nhiều người, đại khái đều đang nhìn sang bên này, không thích hợp giao lưu nhiều, dễ khiến người ta nghi ngờ, nên như hữu đạo ném ra một câu rồi lập tức bước đi nhanh chóng đi tới chỗ các nhân viên các phái đang tập hợp. Ngao Phong hơi dừng bước chân, rồi lại tiếp tục bước đi như chưa có chuyện xảy ra. Mặt ngoài gã bình tĩnh, nhưng thực ra trong đầu đã choáng váng. Một câu nói, chỉ vì một câu nói của Ngưu Hữu Đạo mà cảm xúc của gã như sóng to gió lớn. Vừa rồi gã còn uy hiếp Ngưu Hữu Đạo, còn nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vừa rồi còn đàng hoàng, còn khúm núm bảo gã yên tâm. Vậy mà chỉ trước mắt sau, thái độ của Ngưu Hữu Đạo đã thay đổi, chỉ phun ra một câu thôi mà khiến gã tê cả ra đầu. Ai uy hiếp ai, nhân chứng vật chứng đầy đủ, sự thực như sắt thép. Thánh tôn yêu cầu tỉ thí, nếu có kẻ làm trái quy tắc tức là dám cãi thánh lệnh. Gã không thể nào tưởng tượng được hậu quả làm trái quy tắc. Đặc biệt người ở vô lượng viên như gã mà dám lén lút làm trái quy tắc. Một khi sự việc bị vạch trần, bề ngoài gã còn bình tĩnh, bên trong đã hỗn loạn. Bản thân Ngao Phong không rõ gã trở về chỗ tụ tập như thế nào, ngay cả khi có người chào hỏi gã, gã cũng không nghe thấy. Người bên ngoài cũng chỉ cho rằng gã ỉ vào thân phận quá thanh cao, không muốn tự bôi xấu mình nên không còn ai chủ động bắt chuyện với gã. Tuy người tham gia tỉ thí tụ tập, nhưng tổng thể mà nói vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Mặc áo đỏ đứng một bên, mặc áo đen đứng một bên. Đối với Nhiêu Hữu Đạo, người các phái đều là người quen cũ, dù không quen thì lúc ở Sơn Trang Thủ Khuyết cũng đã biết, tất nhiên người tới chào hỏi không phải ít. Nhiêu Hữu Đạo gật đầu lần lượt chào, kết quả va phải đám người khó chơi. Thái Thúc Sơn thành chắn trước mặt hắn, bất động không thèm tránh ra, rõ ràng cố ý muốn Nhiêu Hữu Đạo phải đi đường vòng. Nhiêu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, chó ngoan không cản đường, hừ, Thái Thúc Sơn thành hừ lạnh, nhìn chung quanh, chiều kính không cùng bọn với các ngươi sao, làm sao các người đều trở về mà không thấy chiều kính. Không phải ngươi giết người diệt khẩu chứ, như lão từng nói, người các phái tới rèn luyện đi hoang trạch tử địa được chia thành ba nhóm, Cùng đi thì cùng về, rất dễ phát hiện người mất tích. Đương nhiên, đối với lão, không chỉ dễ dàng phát hiện mà còn biết rõ Triều Kính đã chết. Hơn nữa, chính tay lão đã kết thúc mạng của Triều Kính, còn ném xác vào đầm lầy. Chỉ sợ ngay cả tên hung thủ là lão cũng khó có thể nói rõ địa điểm ném xác. Hoang Trạch tử địa bao la, địa hình chẳng có gì khác biệt mấy. Cùng lắm Thái Thúc Sơn thành chỉ nhớ được phương hướng đại khái, còn địa điểm chính xác thì không rõ. Nhưng lão đã nói như vậy, đầu tiên là vì lão biết triều kính chắc chắn không về được thứ yếu cũng là vì lão biết triều kính không về được nên muốn nhắc nhở mọi người rằng triều kính có thể bị nghiêu hữu đạo diệt khẩu sau này tin tức truyền về tai vạn thú môn không chừng có thể khiến nghiêu hữu đạo rước lấy chút phiền phức nói trắng ra chính là không có ý tốt cố ý gây chuyện cho nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo cười rất tươi quả thực không thể nhịn được cười hắn phát hiện lão già này thực sự thú vị cho rằng lão làm chuyện tốt như vậy mà không ai hay biết sao lại còn dám lôi chiều kính ra nữa, lá gan thật không nhỏ. Hắn trêu chọc, chiều kính đi đâu, chúng ta cũng không biết, thái thúc trưởng lão làm sao biết ông ta bị người diệt khẩu. Ta chỉ ẩm ý với chiều kính vài câu thôi, không cần chú ý người ta mãi thế chứ. Hay là nói, người biết chiều kính chết rồi, chết như thế nào, kính xin chỉ giáo. Trường 1514, như mẫu làm việc luôn có đạo lý. Thân là người biết, hắn tự nhiên biết bỏ thuốc bao nhiêu cho đủ ý trong lời của hai người gần như nhau, Thái Thúc Sơn Thành dội nước bẩn cho Ngưu Hữu Đạo, hắn càng muốn dội lại. Thái Thúc Sơn Thành bị lời nói này khiến trong lòng giật nảy một cái, không ngoài có tật giật mình. Dù gì bị nói chúng tim đen cũng sẽ có cảm nhận nào đó. Lão rất có cảm giác tự vác đá đập chân minh, nhưng giả cười hớn hở che giấu. Ta và Triều Kính không đi cùng đường, Triều Kính có về được hay không thì liên quan gì tới ta. Triều Kính mà thật sự không về được, lão đệ nên nghĩ cách giải thích với vạn thú môn đi. Ngưu Hữu Đạo Thái Thúc trưởng lão cười hài lòng như vậy, xem ra lần này thành tích rất khá. Thái Thúc Sơn Thành chắp tay nhìn bầu trời, so với mọi người cũng coi như được. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, Thái Thúc trưởng lão đã nỗ lực như thế, xem ra tâm ý Thái Thúc trưởng lão muốn gia nhập phiêu miếu các quả là sáng tỏ, có thể thấy được. Một câu nói khiến người các phái chung quanh chợt tỏ ra quái lạ. Nụ cười của Thái Thúc Sơn Thành cứng đờ, thực sự không cười nổi. Nếu lời này mà truyền về tai khí vân tông thì chẳng có gì tốt đẹp chẳng may không thể gia nhập phiêu miếu các thì còn phải quay về khí vân tông. Hiện giờ lão mới nhận ra đã rơi vào chồng của Ngưu Hữu Đạo, bị Ngưu Hữu Đạo dùng lời nói hãm hại. Hừ, tiểu nhân chỉ biết tranh miệng lưỡi, đáng xấu hổ. Hừ lạnh, Thái Thúc Sơn Thành phất tay áo rời đi. Lão phát hiện miệng lưỡi không lợi hại bằng người ta, nói thế nào cũng không thắng được, càng nói càng thiệt, nên đành lảng tránh. Hai đệ tử khí vân tông đi theo cũng ảo não lảng tránh. Vừa rồi họ còn vinh váo đắc ý chặn đường đây. Nhiêu hữu đạo gọi với theo, thái thúc trưởng lão nỗ lực biểu hiện như vậy, không che giấu nổi đâu. Chúng ta nhất định sẽ có người báo cho khí vân tông.